chương 941, bổn tọa thỏa mãn ngươi, thiết cốt bên ngoài trấn, mấy ngàn tên thiếu niên thiếu nữ hội tụ, ngước đầu nhìn lên giường như ẩn vào trong mây mù thiết cốt sơn, ánh mắt lấp lóe kích động cùng phấn khởi, hôm nay là vạn cổ tông chiêu mộ đệ tử ngày, bọn họ cách xa vạn lý mà đến, chính là hy vọng có thể thông qua khảo hạch, thành vì cái này tông môn một viên, thiết trụ, một tên mặt mũi nhăn nheo trung niên nhân nói, cha tin tưởng ngươi nhất định có thế thành công. Theo hắn ăn mặc đến xem, cũng không phải là nhà giàu sang. Đứng tại trong đội ngũ tuổi chừng 17-18 tuổi thiếu niên thở một hơi thật dài, chặt siết chặt quyền đầu, thầm nghĩ, cha, nhi tử sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chu Thiết Trụ, Đông Hạo Châu Nhân Sĩ, đời đời kiếp kiếp đều là người bình thường. Lần này tại phụ thân cùng đi cách xa vạn lý đi vào vạn cổ tông, cũng là hy vọng có thể thông qua khảo hạch, trở thành một tên đệ tử, từ đó quan tông diệu tổ. Giống như vậy bình thường thiếu niên còn có rất nhiều, Bọn họ cũng không có tu luyện đường lối, nếu như tại lấy võ làm đầu thế giới trở nên nổi bật, chỉ có lựa chọn bái nhập tông môn, nhưng đối rất nhiều người mà nói, tông môn cao không thể chạm, có thể tiến vào Trừ Phi Thiên Tư Trác Tuyệt, nhưng vạn cổ tông không giống, chỉ cần ngươi có thành thạo một nghề, chỉ cần có phương diện nào đó tạo nghệ thì có cơ hội trở thành đệ tử, cho nên mỗi đến chiêu mộ ngày, hội tụ thiết cốt trấn thiếu niên rất nhiều, dù là có thể sẽ không thông qua khảo hạch cũng nguyện ý đi nếm thử một phen. Cắt, một tên thiếu niên mặc áo gấm thản nhiên nói, những thứ này tướng bần như vậy cũng dám đến báo danh, là ai cho bọn hắn dũng khí, làm vì đại gia tộc dòng chính, cùng một đám nhà quê tham dự khảo hạch, để hắn cảm giác rất mất mặt, đứng ở bên cạnh kết bạn mà đến khác một cái gia tộc dòng chính có chút áo não nói, vạn cổ tông thì cần phải sớm phân chia tốt, có thân phận cùng có thân phận khảo hạch, không có thân phận cùng không có thân phận khảo hạch, chính là, có người đồng ý nói những cái kia nghèo khổ xuất sinh thiếu niên đến mấy cái công tử ca nói tuy nhiên rất tức giận lại chỉ có thể lãnh đạm không nghe thấy hư ngay tại lúc này thiếp cốt sơn phía trên một đạo lưu quang bay xuống cũng dừng ở chân núi biết bay a à, đây là vũ hoàng a à. chúng thiếu niên ánh mắt nổi lên mãnh liệt sùng bái nhưng chờ ánh sáng tan hết lộ ra lộ ra một cái ngọc thụ lâm phong người trẻ tuổi mặc áo trắng liền cùng nhau cả kinh nói quân tông chủ không tệ chính là quân cẩu thẳng có thể là quá nhàn duyên cớ vốn nên từ ninh thị huynh đệ phụ trách đệ tử chiêu mộ ngày hôm nay từ hắn tự mình chủ trì soát quân thường tiếu chỉ hướng tên kia thiếu niên mặc áo gấm cùng hắn mấy tên gia tộc dòng chính vẫy tay nói mấy người các ngươi đi ra bốn tên người tham gia khảo hạch ngạc nhiên có điều nhưng cũng theo trong đội ngũ đi tới người ở nơi nào đông nam thủy châu hà gia đông nam thủy châu lăng gia đông nam thủy châu bốn người đem thân phận từng cái báo lên đồng dạng đến từ Đông Nam Thủy Châu Thiếu Niên sau khi nghe được, sắc mặt không không đại biến, cũng thầm nghĩ, tất cả đều là đại gia tộc dòng chính A. Quân Thường Tiếu nói, các ngươi thân phận đều không đơn giản, vì cùng phổ thông người dự thi phân chia ra, bổn tọa quyết định cho các ngươi tiến hành đơn độc khảo hạch. Đơn độc khảo hạch, bốn người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mặt mày hớn hở lên, đúng thôi, chúng ta đều là có thân phận đại gia tộc dòng chính, đến vạn cổ tông báo danh khảo hạch, làm sao cũng phải cùng một đám nhà quê phân chia ra, quay người, xoát, bốn người cùng nhau xoay người sang chỗ khác. Quân thường tiếu chỉ thiết cốt trấn phương vị, nói, dọc theo con đường này đi thẳng, đi đến cuối đường chính là khảo hạch điểm. Vâng, bốn người cất bước mà đi, thiếu niên mặc áo gấm lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, quân tông chủ, con đường này cuối đường đều đi đến Tây Nam Dương châu ngoại cảnh A, không tệ, quân thường tiếu nói, cũng là ngoại cảnh, A mặt khác ba tên võ giả mắt trợn tròn, cái này khảo hạch điểm cũng quá xa đi. Thiếu niên mặc áo gấm khóe miệng co quắp một chút, nói, quân tông chủ, đừng nói nhảm. Quân thường tiếu cưỡng ép đánh gãy, cũng trầm mặt nói ra, nhanh, muộn nhưng là bỏ lỡ, ngoặc két, xoát, xoát, bốn người vội vàng hành động, quân thường tiếu hô, có bao nhanh chạy bao nhanh, vâng, bốn người mở ra đôi chân dài, tại kéo dài đến ngoại cảnh rộng rãi trên đường lớn chạy như điên, quân thường tiếu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ở hiện trường người tham gia khảo hạch chân thành nói ta vạn cổ tông sẽ không để ý các ngươi thân phận gì cũng sẽ không để ý các ngươi địa vị gì đã tới tham gia khảo hạch thì đối xử như nhau một chút thông minh người dự thi nghe vậy nhất thời minh bạch xuôi theo đường lớn phi nước đại mấy cái gia tộc dòng chính cũng không phải là đi đơn độc khảo hạch mà chính là bị trực tiếp tước đoạt tư cách khảo hạch bắt đầu quân thường tiếu cất cao giọng nói trong vòng thời gian quy định đi lên đỉnh núi người mới có thể thông qua ải thứ nhất khảo hạch thanh âm kết thúc người dự thi đều ánh mắt nóng rực lên vì một ngày này bọn họ chuẩn bị thật lâu chỉ có đi lên đỉnh núi mới có thể chứng minh tự thân quân tông chủ ngay tại người dự thi nóng lòng muốn thử thời khắc đội ngũ đằng sau đột nhiên có âm thanh truyền đến nghe nói quý tông đệ tử thực lực cường hãn ta muốn muốn lĩnh giáo một phen ồ quân thường tiếu nhìn sang phát hiện người nói chuyện là một cái bắp thịt hơi có vẻ phát đạt hán tử vai u thịt bắp sau đó cao mày nói, nói như vậy, ngươi không phải tới tham gia khảo hạch, là tới khiêu chiến ta vạn cổ tông, xem như thế đi, người kia theo đội ngũ đằng sau đi lên trước, mỗi một bước rơi xuống đất, tảng mắt phụ cận bụi đất liền sẽ bị cuốn bay lên, có thể thấy được là cái thâm tàn bất lộ cường giả, có chút ý tứ. Quân cẩu thẳng cười nói, suy nghĩ kỹ một chút, giống như đã thật lâu không ai dám đến đến nhà khiêu chiến, hắn tử vai u thịt bắp cười nói. Hôm nay là quý tông chiêu mộ đệ tử ngày, ta đến cửa khiêu chiến, quân tông chủ sẽ không cự tuyệt a. À. làm sao lại thế? đột nhiên bên cạnh lại có một thanh âm truyền đến. vạn cổ tông dù sao cũng là tam giáp thế lực, hơn nữa còn tại long hổ tranh bá cầm xuống vô địch. nếu như trước mặt mọi người cự tuyệt, khẳng định có tổn hại danh tiếng a. người nói chuyện là một cái vóc người thon dài nam tử. đúng vậy, hai cái này liền là ma đế môn tứ đại hộ pháp một trong mãn phu cùng quỷ mị, bọn họ chịu không được phó môn chủ bị đánh một trận. Lén lúc đi vào vạn cổ tông, đúng lúc gặp đệ tử Chiêu mộ, quyết định quang minh chính đại khiêu chiến, nếu như tại trước mắt bao người đem vạn cổ tông đệ tử ngược, tin tức tại Tinh vẫn Đại Lục truyền ra, khẳng định vô cùng thú vị. Không tệ, quân thường tiếu cười nói, "Ta vạn cổ tông nhiệt liệt hoan nghênh các phương nhân sĩ trước tới khiêu chiến." Mãn Phu ngừng ở trước mặt mọi người, nhếch miệng cười nói, "Đã như vậy, còn mời quân tông chủ nhanh đưa đệ tử kêu đi ra a, à, ta tại." Chỉ hướng nơi xa lôi đài nói, nơi này chờ bọn hắn. Quân thường tiếu nói, đây là ta vạn cổ tông thiết lập sinh tử lôi đài, chỉ muốn đi lên đi, sinh tử đều do thiên mệnh, vậy thì càng tốt, có thể buông tay đánh. Quỷ mị nói, quân thường tiếu nhất thời minh bạch, hai người này không phải tới khiêu chiến, là cố ý tìm phiền toái, chật chật, bọn họ não tử có phải hay không bị lừa đá, dám lên môn tìm tai vạ, xin chờ một chút, đã có người tại chiêu mộ ngày đến cửa khiêu chiến, quân thường tiếu chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Mãn phu nói bổ sung, quân tông chủ tốt nhất nhiều hô một chút đệ tử, ta sợ đánh không lại nghiện. Được, quân thường tiếu nói, bổn tọa thỏa mãn ngươi, truyền âm thuật toàn thể thành viên, thanh dương, tội kỷ, ngôi sao, vô địch, tử dương, xuống núi tiếp khách. Chương 942, ngươi chết qua sao? Năm đó thí thần điện mang theo hoa dương quận số lớn tà phái đến chiến. Quân thường tiếu tại chân núi thành lập sinh tử lôi đài, cho đến ngày nay cũng không có dở bỏ ngược lại trở thành một cái danh lam thắng cảnh giờ phút này tại bên bờ lôi đài đứng đấy mấy ngàn tên thiếu niên ánh mắt không không lấp lóe chờ mong bọn họ vốn là tham gia nhập môn thảo hạch không nghĩ tới có người tới khiêu chiến sẵn tiện có thể mượn cơ hội nhìn xem vạn cổ tông đệ tử cường hãn bao nhiêu ông lưu quan tại bốn phía lôi đài xuất hiện sau đó dần dần ẩn ở vô hình tông chủ chân đức tuấn nói đã được đến gia cố bán thánh ở phía trên đánh cũng không thể đổ sụp từng quân thường tiếu nhìn về phía mãn phu cùng quỷ mị cười nói các ngươi là chuẩn bị hai đánh hai vẫn là một đánh một đâu lấy một đánh nhiều có thể chứ mãn phu nhếch miệng cười nói mẹ trứng tên này rất phách lối quân thường tiếu nói ra nếu như ngươi cảm thấy một cái có thể đánh thắng ta vạn cổ tông rất nhiều thế thì cũng không quan trọng mãn phu nói dù sao cũng là quý tông khu vực lại có nhiều người nhìn như vậy tự nhiên muốn cho quân tông chủ một bộ mặt, đơn đã độc đấu A, chỉ là tuyên bố trước, nhất định muốn phái mạnh nhất đệ tử đến, ta sợ đánh không lại nghiện, yên tâm, quân thường tiếu chân thành nói, bổn tọa nhất định sẽ làm cho ngươi đánh quá đã, xoát. Xoát, ngay tại lúc này, lấy Lý Thanh Dương cầm đầu vạn cổ tông đệ tử hạch tâm toàn từ trên núi bay lượng xuống tới, tất cả đều là tham gia long hổ tranh bá đệ tử, còn có giả dạ tinh thần, người so màn sáng phía trên đẹp trai nhiều rất bao nhiêu nữ nhìn thấy lãnh ngạo dạ tinh thần kích động kém chút hét trầm lên bởi vậy có thể thấy được các thiếu niên đến vạn cổ tông tham gia khảo hạch là thật hy vọng có thế trở nên nổi bật bộ phận thiếu nữ sợ là chỉ vì có thể cùng thần tượng một cái tông môn đây cái này cũng đã nói lên trải qua long hổ tranh bá cùng thập phương tuyệt mệnh tháp về sau bùi a ngưu đã trở thành vạn cổ tông bưu thiếp mãn phu cùng quỷ mị cũng đang đánh giá vạn cổ tông đệ tử gặp bọn họ khí thế mặc dù không tệ nhưng Tu Vi như là chỉ là vừa bước vào vương cấp Ánh mắt nhất thời nổi lên một tia khinh thường tới Tông chủ Lý Thanh Dương thấp giọng dò hỏi Tình huống như thế nào Hai người này Quân thường tiếu chỉ hướng bản phu cùng quỷ mị Nói đến ta vạn cổ tông khiêu chiến Khiêu chiến Tiêu tội kỹ cùng Lý Phi bọn người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Càng nhìn về phía bản phu cùng quỷ mị Liền phản phất tại nhìn thằng ngốc Theo khí tức đến xem Hai người này hẳn là hoàng cấp võ giả nhưng tầng thứ khẳng định không cách nào cùng vị diện chiến trường chữ huyền cường giả đánh đồng, chủ động đến nhà khiêu chiến, không phải liền là tự ngược sao? Quân tông chủ, mãn phu ôm tay, một mặt ghét bỏ nói, thì phái mấy người bọn hắn đi ra, căn bản không đủ đánh a, ngoặc kép. chấm chấm ngoặc kép. Lý Thanh Dương cùng Tiêu tội kỹ chờ người không lời, hẳn là vận chuyển ẩn tu thuật duyên cớ, để hắn cảm thấy chúng ta cực kỳ cải bắt, có đủ hay không, đánh mới biết được. Quân thường tiếu nói ra, hai vị, mời tùy tiện chống tuyển đối thủ đi. Mãn phu bắt đầu cẩn thận xem kỹ, đột nhiên phát hiện bọn này vạn cổ tông trong các đệ tử có một người thủy chung lạnh lùng nhìn mình chăm chăm, ánh mắt bên trong có cực rõ ràng xem thường, sau đó chỉ đi qua nói, thì hắn, người nào, tinh phi vân tán, nhật nguyệt tham thần, ai, Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ ào ào thở dài, một là không có được tuyển chọn mà uể oải, hai là vì cái kia gia hỏa bày tỏ mặt niệm, hướng chúng ta đánh, Ngươi chỉ là bị ngược một hồi, hướng giả sư đệ đánh, thì phải làm cho Tốt Tôn Nghiêm bị điên cuồng chà đạp chuẩn bị đi. Quân Thường Tiếu nhìn về phía Quỷ Mị, nói: "Ngươi đây." Quỷ Mị nâng cầm lên, suy nghĩ sơ qua về sau, ánh mắt nhìn về tiêu tội kỹ trên thân, nói: "Thì hắn, lên lôi đài đi." Quân Thường Tiếu nói: "Quân Tông chủ." mãn Phu nói: "Ta tới khiêu chiến nhưng là không phải chỉ đánh một trận liền đi, cho nên còn mời nhiều hô điểm nhịn đánh đệ tử xuống tới, đạp dạ tinh thần trước một bước đi đến đài, thản nhiên nói, ngươi chọn ta, đã định trước chỉ có thể đánh một trận, thật sao, mãn phu nhất miệng cười một tiếng, chợt thả người rơi vào từ trận pháp gia trì trên lôi đài, một cổ hùng hậu khí tức nhất thời bạo phát đi ra, rất hiển nhiên, người này tại thân thể đắp nặng phía trên phi thường xuất sắc, tinh thần, hôm nay là đệ tử chiêu mộ ngày, đừng lãng phí quá nhiều thời gian, tốt chiến tốt thắng. Quân thường tiếu nói, minh bạch dạ tinh thần thủy chung nhìn chầm chầm mãn phu, cũng theo đối phương khí tức cùng dáng người phía trên phán đoán thuộc tại cái gì loại hình võ giả, trong thức hải trong nháy mắt diễn hóa xuất có thể ngược hắn thương tích đầy mình trăm ngàn lần phương pháp tới, lý tổng quản có thể dựa vào thức hải diễn hóa ba dê kiến trúc mô hình, dạ A Ngưu có thể mô phỏng các loại ngược người thủ đoạn, vạn cổ tông đệ tử chính xác cái đều là nhân tài, bắt đầu đi. Quân thường tiếu tuyên bố, bành, vừa dứt lời, mãn phu song quyền nắm chặt, áo mặt đột nhiên nổ tung, lõa lồ ra từng khối vững chắc bắp thịt tới, các thiếu niên nhất thời trận mắt hốc mồm, tên này trên thân bắp thịt không chỉ có phát đạt, hơn nữa còn có rất nhiều vết thương, càng sau lưng còn sót lại lấy mấy chục đạo vẫy vết cào, có thể thấy được, khẳng định trải qua vô pháp tưởng tượng sinh tử ma luyện, mãn phu ngạo nghệ nói, ta có thế có ngày hôm nay thành tựu, chính là trải qua vô số sinh tử, giống các ngươi những thứ này da mịn thịt mềm da hỏa có thể từng thể nghiệm qua đạt tới hoàn cấp tầng thứ võ giả, có thể dựa vào linh năng tới sửa phục trên thân còn sót lại vết sẹo, mãn phu thủy chung không có làm như thế, chủ yếu dùng để trang bức, hiệu quả rất tốt, ở hiện trường không có trải qua mưa to gió lớn thiếu niên thiếu nữ, nhất thời bị vết thương đầy người cho rung động thật sâu, nhóc con nhóm, ta ngày hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết, chân chính võ giả, chỉ có trải qua sinh tử ma luyện mới có thể cường đại lên. Mãn phu lớn tiếng nói, hô, vừa dứt lời, một cái linh năng hội tụ đại thủ trực tiếp theo trên không áp xuống tới, mang theo lực lượng núi kêu biển gầm, không tốt, oanh, trên lôi đài truyền đến bạo hưởng, linh năng tản ra hóa thành liên y hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, may mà chân đức tuấn sớm dùng trận pháp gia trì, nếu không, một chưởng này áp xuống tới chỉnh cái đài đã sớm hóa thành hư vô, các thiếu niên thiếu nữ rõ ràng đứng rất xa, nhưng cảm nhận được dư uy cuốn tới, liền đầy rẫy kinh khủng lui lại mấy chục bước, sau đó cùng nhau nhìn về phía lôi đài chỉ thấy vết thương đầy người, dường như đang cùng mình lên lớp gia hỏa, giờ phút này đã co quắp trên mặt đất, biểu lộ hiện ra giữ tận hình, Thủy Chung đang mỉm cười quỷ mị, nhìn thấy đồng bạn bị nhất trưởng đánh ngã, nụ cười đột nhiên ngưng kết, không có khả năng, mãn phu hắn tốt xấu là tứ phẩm vũ hoàng, mà lại thân thể đắp nặng cực mạnh, coi như đối mặt năm sáu phẩm hoàng cấp, cũng không có khả năng bị trực tiếp đánh ngã a, xoát, dạ tinh thần nhanh chân đi đến, hùng hậu linh năng ngưng tụ tại quyền đầu bên trong, lạnh lẽo âm u nói người chết qua sao mãn phu không chết qua bởi vì nếu như chết không sẽ xuất hiện ở đây nhưng là giả dạ đế chết qua một lần sự thật rõ ràng trải qua tử vong cho nên có tư cách gì ở trước mặt hắn nói trải qua sinh tử lại có tư cách gì ở trước mặt hắn trang bức đâu oanh 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 nóng nảy lực lượng trên lôi đài điên cuồng truyền lại từng đạo từng đạo sóng nước liên y điên cuồng dập dần các thiếu niên khóe miệng co giật Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ không đành lòng nhìn thẳng đem mặt xoay qua chỗ khác. Đi qua dài đến 10 phút đồng hồ điên cuồng thi bạo về sau, dạ tinh thần rốt cục dừng lại. Phách lối mãn phu hiện lên chữ vạn hình nằm trên lôi đài, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, mặt đều bị đánh biến hình, còn người cũng đã triệt để ngất đi. Đương nhiên, cũng có chỗ tốt, trên thân bằng thêm không ít vết thương, có thể dùng nó trang bức trước mặt người. Bành, một chân đem nửa chết nửa sống mãn phu đá xuống đi, dạ tinh thần nhìn về phía mặt mũi tràn đầy ngốc trệ quỷ mị, lãnh đạm nói, lăn lên, chương 943, ai cũng không thể treo vào, đến vạn cổ tông là quỷ mị xui chiến mượn chiêu mộ ngày khởi xướng khiêu chiến cũng là quỷ mị chỗ mấu chốt, hắn thấy, vạn cổ tông khẳng định sẽ ứng chiến, dù sao trên giang hồ rất có uy vọng, không tệ, quân thường tiếu sẽ không cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến nào, chỉ cần dám đến, vậy liền phụng bồi, hết thảy đều tại quỷ mị trong lòng bàn tay mà lại đắc ý nghĩ đến, chờ đem vạn cổ tông đệ tử hung hăng ngược một hồi lại đem tin tức truyền đi khẳng định sẽ để cái này cái tông môn mất mặt xấu hổ tên này cũng biết quân thường tiếu thực lực rất mạnh chính mình tìm hắn khiêu chiến khẳng định bi kịch đã không thể trực tiếp trợ giúp phó môn chủ báo thù cũng chỉ có thể theo đệ tử tới tay sau đó để vạn cổ tông danh tiếng đại giảm nhưng khi mãn phu bị đánh ngã sau đó bị điên cuồng chà đạp đều đang nắm giữ kế hoạch cùng nội dung cốt truyện nhất thời không bị khống chế đi chệt lăng lên, Dạ Tinh Thần lãnh đạm nói: "Thiên, rất đẹp, thật hy vọng lập tức trở thành vạn cổ tông đệ tử." Rất bao nhiêu nữ hiện lên mê trai hình dáng hai tay nâng cùng một chỗ, nhìn về phía bá đạo tổng giám đốc Phong Phạm Dạ Tinh Thần, đứng tại dưới đài quỷ mị, giờ phút này đã kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Mãn Phu bị ngược không hề có lực hoàng thủ, chính mình tuy nhiên mạnh hơn hắn, thế nhưng thì mạnh một chút xíu, đi lên khẳng định đưa ngược a, tên này rốt cuộc minh bạch đến vạn cổ tông cũng là đưa ngược. Quỷ mị hiện tại rất nhớ cách mở nơi đây, nhưng đã quá muộn, bởi vì người ta đi ra tiếp khách, yên tĩnh, bình tĩnh. Quỷ mị hít sâu một hơi, nhìn về phía tiêu tội kỹ nói, ta chọn không phải ngươi, ta chọn là hắn. Dạ tinh thần không thể treo vào, tên này chọc nổi, dạ sư đệ, tiêu tội kỹ nói, hắn là ta, đồ bỏ đi. Dạ tinh thần lạnh lùng nói một câu, sau đó đi xuống lôi đài, mời, tiêu tội kỹ chấp tay nói. Nhìn thấy giả dạ tinh thần đi xuống, quỷ mị triệt để trầm tĩnh lại, sau đó thả người nhảy đến trên lôi đài, thầm nghĩ, ta chống đối thủ này, có giống như mãn phu cẩn trọng khí tức, cần phải chủ tu thân thể, chỉ cần tốc độ rất nhanh, chắc là có thể tùy tiện giải quyết hết, hắn so sánh thông minh, tuyển đối thủ tổng hợp suy tính qua, nào giống mãn phu, nhìn thấy giả dạ tinh thần tại xem thường chính mình, thì không chút do dự chọn hắn, xoát, tiêu tội kỹ nhảy lên, bắt đầu đi quân thường tiếu không nhịn được nói, vốn cho rằng mãn phu có chút thực lực, kết quả trang bức không tệ, kết quả là lại bị đệ tử vô cùng đơn giản giải quyết, cho nên đối sau đó chiến đấu cũng không có hứng thú gì, không bằng sớm kết thúc, tiếp tục làm chính sự chiêu mộ đệ tử. Xoát! 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 Trên lôi đài, quỷ mị thi triển thân pháp, nhất thời huyễn hóa ra lít nha lít nhíp hắc ảnh, tiêu tội kỹ đứng tại nguyên chỗ, bất động như núi, hô! Ngay tại lúc này, quỷ mị nắm lấy cơ hội đột nhiên lẻn đến sau lưng hữu trưởng bên trong hiện ra khí tức âm trầm đột nhiên đập tới bành tiêu tội kỹ không có né tránh tùy ý đối phương nhất trưởng đánh ở sau lưng sau đó không nhúc nhích tí nào đứng tại nguyên chỗ cái này quỷ mị ánh mắt nổi lên ngạc nhiên lực lượng quá yếu mạnh hơn chút nữa tiêu tội kỹ nói đáng giận quỷ mị thân pháp thi triển hưu lùi lại sau mấy bước sau đó tay phải cấp tốc đánh ra kết ấn ngưng tụ càng cường thế hơn năng lượng đập tới, bành, 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 cường thế ba trưởng toàn bộ ở giữa tiêu tội kỹ sau lưng, nhưng đối phương vẫn vững như bàn thạch, cũng không hài lòng nói, có thể hay không mạnh hơn chút nữa, quỷ mị khóe miệng co giật, cái này trưởng pháp tuyệt đối là chính mình sát chiêu, mà lại liên tục oanh kích ba lần, đều không đem hắn đánh lui mảy may, bị tổn thương tự tôn, này người vô pháp né tránh, nói rõ thân thể mạnh, phương diện tốc độ kém, dù là có thể đối phó được, cũng chỉ là là bị đánh bao cát. Quỷ mị tại phân tích chiến cục cũng có quyết định biện pháp, một hai lần không được, vậy liền nhiều đến mấy lần, xoát. Xoát, thân pháp thi triển ra, hắc ảnh văng khắp nơi, một khắc này, quỷ mị đem chính mình tốc độ nhanh ưu điểm hoàng mỹ phát huy ra, thỉnh thoảng trái chuồng phải chuồng, thỉnh thoảng trên dưới nhảy vọt, cả kinh thiếu niên thiếu nữ miệng dần dần mở ra, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không gặp quỷ, oanh, oanh, nổ tung bàn thanh âm nhiều lần truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, quỷ mị ỉ vào thân pháp, đang tìm kiếm đến sơ hở về sau, không ngừng công kích tiêu tội kỹ, mãi đến xuất thủ mấy chục lần về sau, thở hồng hộc thủ tại khu vực biên giới, ông đầu sụp đổ gầm thét lên, hắn làm sao một chút việc đều không có, tay nhiều lần như vậy, hao phí không ít linh năng, nhưng đối thủ vẫn không sai bất động như núi đứng tại nguyên chỗ, cảm giác kia thật rất tuyệt vọng, ai, tiêu tội kỹ xoay người lại, nói, lực lượng ngươi cũng cứ như vậy cao, cũng ta đứng tại chỗ để ngươi đánh nửa ngày, đánh rắm, quỷ mị gầm thét lên, ngươi rõ ràng trốn không thoát, hô, nói còn chưa dứt lời, một cổ cường thế linh năng đột nhiên trước người bạo phát, chỉ nhìn tiêu tội kỷ hiện lên cất bước hình dáng xuất hiện tại trước mặt, tay phải ngưng tụ hùng hậu thổ hệ lực lượng, đột nhiên đập tới, quỷ mị song đồng đột nhiên co vào, xong, bành, tiêu tội kỹ một quyền oanh tới, nắm nhanh cùng lực lượng thì giống như nã pháo trực tiếp đánh vào quỷ mị chỗ ngực, đem ống kính vô hạn thả chậm, thì thấy đối phương đầu tiên là bộ mặt biểu lộ chậm rãi biến hóa, sau đó hai chân chầm chậm địa cách mặt đất, thân thể hiện lên nửa cung hình dáng bay ngược, quanh, ống kính khôi phục bình thường, quỷ mị hư một chút theo lôi đài bảo bay ra ngoài, sau đó tại liên tiếp đụng nát hơn 10 cây đại thụ về sau, tựa như bãi bùng nhão bàn đổ vào ngoài mấy trăm trượng, ở ngực chỗ lõm xuống quyền ấn, người cũng ngất đi tại chỗ dạ tinh thần hắn không thể trêu vào tiêu tội kỹ hắn cũng không thể trêu vào vạn cổ tông đệ tử hạch tâm hắn hết thảy không thể trêu vào người tới quân thường tiếu nói đem hai người này nhốt vào phòng giam vâng lý phi cùng long tử dương bọn người đem nửa chết nửa sống mãn phu cùng quỷ mị nâng lên đến sau đó đứng dậy bay về phía vạn cổ tông ai ẩn tàng tại nơi xa ảnh nhìn thấy hai người bị bắt dưới thầm nghĩ đây chính là tìm đường chết hạ tràng nàng vừa chạy tới mãn phu cùng quỷ mị đã khởi xướng khiêu chiến, cho nên đi ngăn cản đã muộn, chỉ có thể núp trong bóng tối quan sát. Kết quả này, ảnh tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao phó môn chủ liên tục căng dặn, không nên đi trêu chọc tông môn, khẳng định có thực lực, soát ảnh không có dừng lại lâu, lặng yên không một tiếng động rời đi, chuẩn bị đem tin tức đưa trở về, có thể vừa xoay người, lại phát hiện ở phía trước trên đại thụ, đứng đấy một tên áo trắng như tuyết băng lãnh nữ tử. Đọc sách, đã đến thì đừng trở về. Lục Thiên Thiên Thản nhiên nói, ảnh tuy nhiên có chút ngoài ý muốn chính mình vậy mà lại bị phát hiện, có điều lại tỉnh táo lại, cười nói, người có thế cản ta, xoát, thi triển cao thâm mạch trắc thân pháp, theo một bên khác bay qua, hô hô hô, nhưng một cốt mãnh liệt hàng khí cấp tốc từ phía sau tràn ngập mà đến, cũng chấm phụ tại trên thân thể, hình thành từng hạt băng xương, khiến cho tốc độ trong nháy mắt giảm bớt đi nhiều, ảnh sắc mặt biến hóa. Cái này muốn vận chuyển linh năng đem quanh thân hàng khí toàn loại trừ, một đạo kiếm quang đột nhiên lấp lóe, sau đó hai tay giơ cao rơi trên mặt đất, lục thiên thiên cầm kiếm gác ở nàng trên cổ, nói, ta có thế, càng xa xôi, âm cư nhìn thấy ảnh cũng bị bắt giữ, lắc đầu nói, nha đầu, ngươi tuy nhiên có tới vô ảnh, đi vô tung bản lĩnh, mà dù sao khoảng cách vạn cổ tông quá gần, bị phát hiện cũng rất bình thường, ai, vẫn là lão phu trở về truyền tin tức đi, quanh tiếng nổ vang truyền đến, mặt đất nhất thời lõm hố sâu, âm cư trợn trắng mắt hôn mê tại khu vực trung tâm, hà vô địch theo trên không chầm chậm rơi xuống, khóe miệng co giật nói, tên này, như vậy không chịu đánh, điên cuồng phòng túng là một loại thái độ, điên cuồng phòng túng là không bị ước thúc, kép, triệu đậu đậu thâm tình biểu diễn lúc, cửa nhà lao nhất thời mở ra, sau đó vội vàng ngậm miệng lại, nói, lại có bạn tù mới, phù phù, phù phù, phù phù, phù, phù mãn phu, quỷ mị, âm cưu ba người bị ném tới, chật chật, triệu đậu đậu đi qua, gặp bọn họ toàn ngất đi, sau đó có chút đồng tình nói, bị ngược không nhẹ a à. lão đệ, hướng về phía đối diện vách tường đái luật vẫy chào, nói, mau tới hoan nghênh chúng ta bạn tù mới, chương 944, triệu đậu đậu kinh nghiệm, mà đế môn tứ đại hộ pháp, ba cái bị giam tại nam nhà tù cùng triệu đậu đậu, đái luật làm bạn, một cái khác bị giam tại nữ nhà tù cùng cửu độc cung cung chủ làm bạn. Mãn phu cùng quỷ mị rơi vào kết quả như vậy, cũng coi là bọn họ tự làm tự chịu, có thể ảnh cùng âm cưu cũng bị bắt vào đến, cái kia thật liền có chút nằm thương ý tứ, xác thực nói, là bị heo đồng đội cho hại, riêng là quỷ mị, tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì hắn tại cùng tiêu tội kỷ lúc giao thủ, vô luận thân pháp vẫn là trưởng pháp, đều ẩn chứa âm tà khí tức, rất dễ dàng để quân thường tiếu phán đoán ra có thể là ma tu liên tưởng đến chính mình trước đó không lâu vừa đem ma đế môn phó môn chủ đánh một trận, bây giờ có ma tu giả bộ đến cửa khiêu chiến, giữa hai bên khẳng định có quan hệ gì, tội kỹ, chiến đấu thời điểm, quân thường tiếu truyền âm nói, một quyền đem tên này giải quyết, vâng, tiêu tội kỹ được đến tông chủ mệnh lệnh, không hề làm bị đánh bao các tốc độ lực lượng toàn bộ khai hỏa, trực tiếp đem quỷ mị giải quyết mất, giả thiết hai người là ma đế môn phương diện phái tới, như vậy có lẽ còn có đồng bạn tìm phục tại chỗ tối cho nên quân thường tiếu mệnh lệnh lục thiên thiên bọn người lưu ý thêm kết quả thật lại bắt lấy hai cái không sợ như thần đối thủ liền sợ heo một dạng đồng đội chí lý danh ngôn viên công tử quân thường tiếu ánh mắt lạnh lẽo nói ngươi lại tại khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng nằm tại trên giường bệnh ma đế môn phó môn chủ nếu như biết khẳng định sẽ phun máu ba lần nói quân tông chủ việc này không liên quan gì đến ta là bọn họ tự tiện đi qua tông chủ lý thanh dương đi vào đại điện nói bốn người này xử lý như thế nào, quân thường tiếu nói, bổn tọa đang lo tìm không thấy ám tông thế lực trốn ở nơi nào, bây giờ chủ động tặng đầu người, tự nhiên muốn tốt tốt. Thần sắc lạnh lùng nói, nghiêm hình ép hỏi, ma đế môn cùng danh môn chính phái sự việc, hắn nhìn như bảo trì trung lập, kỳ thực thừa dịp cả hai lúc giao thủ, đem ám tông thế lực xào huyệt tìm cho ra, năm đó nhiều lần đánh lén tông môn đệ tử, quân thường tiếu tự nhiên sẽ không buông tha, nhưng là, một cái ẩn núp nhiều năm ám tông thế lực, thế mà lấy ma đế môn thân phận đứng tại ngoài sáng, khẳng định không có sợ hãi, coi như cử tông môn chi lực xuất thủ đem diệt đi, không chừng sẽ có ma đế phái, ma đế cung thay thế, đối phó loại này thế lực, chỉ muốn xuất thủ, phải trí mạng, tế vũ đường mạng lưới tình báo đã toàn diện vận hành, gian tà tại khắp thế giới tìm kiếm manh mối, ma đế môn chỉ muốn tiếp tục cùng danh môn chính phái náo đi xuống, sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa tới, đây cũng là vì cái gì? tại ánh huy sơn rõ ràng có thể tùy tiện vệt giết ma đế môn phó môn chủ lại đem hắn thả đi, bởi vì đối phương khả năng vẹn vẹn chính là đầu mục một, một trong, giết cũng không có tác dụng gì, tính sơ sơ còn có làm cho đối phương cảnh giác, quân thường tiếu phải làm bộ một cái trung lập người, các ngươi giết các ngươi, ta thì phụ trách xem kịch, kỳ thực từ một nơi bí mật gần đó trù tính chung toàn cục, liền chờ đem cái kia nhiều lần nhắm vào mình ám tông thế lực bắt tới, sau đó dùng nhị nha gợi cảm nhỏ roi da hung hăng quốc, bây giờ bắt được bốn cái ma tu tuyệt đối là cái cơ hội tốt trên người bọn họ dùng đến tự sát đồ vật đều lấy đi không quân thường tiếu nói lý thanh dương nói tông chủ liệu sự như thần a những người này trong miệng tay áo giày bên trong đều che giấu độc dược đệ tử cầm lấy đi cho dê ăn ăn trực tiếp khí tuyệt mà chết tử sĩ thói quen chẳng có gì lạ quân thường tiếu nói ra tông chủ liễu uyển thi đi tới lau nước mắt nói đệ tử dưỡng vài đầu dê đột nhiên vô duyên vô cớ chết hết. Lý Thanh Dương trầm mặt, lặng lẽ lùi lại, sau đó như gió biến mất. A à a, à, Liễu Uyển Thi cầm lấy thái đao theo đại điện đuổi theo ra đến, lớn tiếng cầm thét lên, nhị sư huynh, ngươi dám độc ta dê. Phòng giam bên trong, triệu đậu đậu một cái chân khoác lên giường phía trên, nói, nhìn ba người các ngươi bị ngược thảm như vậy, khẳng định đem vạn cổ tông cho làm mất lòng, làm một tên quan vinh số một tù nhân, trải qua bạn tù nhiều, chỉ cần theo lúc đi vào thương thế bên trong liền có thể thôi toán một hai tới, có điều, triệu đậu đậu nói, cũng đừng quá lo lắng, bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, chỉ cần các ngươi đại biểu tông môn thế lực, giao đầy đủ đầy đủ tiền chuột, khẳng định sẽ bị khách khí thả ra, nói không chừng còn ăn chực được bữa cơm đây, hắn nói là ngạo thế thánh tông, hạo quan thánh tông bị bắt mấy tên bán thánh, ta nói cho các ngươi biết, cái này vạn cổ tông cơm quả thực là nhân gian mỹ vị, các ngươi nếu như có thể bị chuột ra ngoài, chỉ cần ăn xong một bữa cơm, tuyệt đối là không lỗ. Đương nhiên, còn có khác một loại khả năng, cũng là bị chiêu hàng. Bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, các ngươi nếu như không là loại kia xương cốt cứng rắn thế hệ, tốt nhất nhanh tước vũ khí đầu hàng, bởi vì năm đó có cái đầu đầy tóc tím lại ưu thích cởi trùng da hỏa rất cứng, ngày ngày bị kéo ra ngoài ngược một hồi, sau cùng thực sự chịu không nổi đầu hàng. Các ngươi nói một chút, hắn đây không phải khổ thân sao, bi kịch nhất chính là ta dạng này. Không có người đưa tiền đây chuột, muốn đầu hàng người ta lại không muốn, bị giam tại phòng giam ít nhất phải có hai ba. Không đúng, chắc đến có bốn năm năm, triệu đậu đậu một bên nói, một bên lau nước mắt, tiểu, tiểu tử. Đã tỉnh lại, nhưng bị phong tỏa khí mạch lại thương thế nghiêm trọng quỷ mị nằm trên mặt đất, nghe răng tuét miệng nói, ngươi, ngươi lại ồn ào. Có tin ta hay không? Ta hiện tại thì giết ngươi, trở thành tù nhân liền chết cơ hội đều không có, để hắn rất bực bội, bây giờ bên cạnh còn có một cái liếu lo không ngừng gia hỏa, cả người đều nhanh sụp đổ, đem so sánh với ba người, ảnh thì so sánh hạnh phúc, bị giam tại phòng giam bên trong chỉ có một cái ăn nói có ý tứ cửu độc cung cung chủ, tuy nhiên trong phòng bò đầy con nhện bò cạp, nhưng làm ma tu, đương nhiên sẽ không sợ hãi, đầu trọc, triệu đậu đậu nhìn về phía tựa như diện bích đái luật, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ quân tông chủ khuyên ngươi nhập tông nhiều lần, ngươi người cứ như vậy chết đầu óc đây, ta đái luật, chết cũng không vào vạn cổ tông, cho nên, triệu đậu đậu dơ lên ngón tay cái, kính để nói, ngươi là ta tại trong lao gặp qua lớn nhất xương cốt cứng rắn nam nhân, kép, ngay tại lúc này, phòng giam mở ra, triệu đậu đậu cấp tốc theo giường nhảy xuống, sau đó co lại trong góc, căn cứ hắn kinh nghiệm, đã có phạm nhân mới bị giam tiến đến, vạn cổ tông phương diện khẳng định sẽ đến thẩm vấn, quả nhiên, quân thường tiếu từ bên ngoài đi tới, hướng theo hành đệ tử phất phất tay, xoát, Lý Phi cùng điền thất hai người bước đi lên trước, đọc sách. Đem trọng thương mãn phu ba người dùng xích sắt treo ngược lên, ba vị, quân thường tiếu ngồi xuống, cười nói, thẳng thắng sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Mãn phu nỗ lực ngẩng đầu, nói, ta, chúng ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng sẽ không nói, ngươi muốn khảo tra lời nói, thì, thì chết cái ý niệm này đi, thật sao, quân thường tiếu còn thật không tin tà, sau đó phất phất tay, nói, thật tốt chiêu đãi ba vị. Vâng, Lý Phi cùng Điền Thất nắm quyền đầu đi tới, đang muốn chuẩn bị động thủ lúc, Dư Mộng oánh xuất hiện tại cửa phòng giam cửa, nói, Tông Chủ, ta tới khảo hỏi bọn hắn có thể chứ. Tông Môn bắt lấy bốn cái ma tu, nàng theo liễu uyển thi trong miệng biết được, liền vội vàng bận biệu chạy tới, tiểu sư muội Lý Phi nói, khảo tra phạm nhân loại chuyện này, vẫn là giao cho các sư huynh tới làm đi. Quân thường tiếu thì nâng cầm lên, nói, nha đầu cũng là ma tu, để cho nàng đến khảo tra ma tu, giống như cũng không tệ, ma tu, mãn phu cùng quỷ mị ba người nỗ lực chuyển động cổ nhìn về phía cửa, mãi đến cùng diêu mộng ánh ánh mắt đối mặt, tâm linh dường như bị trọng thương, hai tay cùng hai chân không bị khống chế run rẩy lên, tình cảnh này, bị quân thường tiếu phát giác được, nha đầu, ba người giao cho ngươi khảo tra, từng, diêu mộng ánh đi tới, nói, hai vị sư huynh, mời thả ra bọn họ, ào 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 xích sắt bị rút đi, phù phù, phù phù, mở trói mãn phu cùng quỷ mị ba người trực tiếp quỳ xuống đất, suy yếu trên mặt có kinh sợ, như là vô cùng kiên kỵ cùng sợ hãi cái này đột nhiên xuất hiện tại phòng giam tiểu nữ hài, chương 945, tiểu sư muội rất có phong phạm, mãn phu cùng quỷ mị ba người thân chịu trọng thương, lại bị phong khóa khí mạch, co quắp trên mặt đất có thể hiểu được, quỳ trên mặt đất thì không thể tưởng tượng, triệu đậu đậu đầy rẫy ngạc nhiên, mấy tên này bị treo ngược lên, ánh mắt bên trong nổi lên kiên nghị, để hắn nhận định là giống như đái luật thuần đàn ông, chưa từng nghĩ nhanh như vậy thì sợ, vẫn là nói. Tiến đến nữ hài rất lợi hại, triệu đậu đậu vụng trộn nhìn một chút, phát hiện diêu mộng ánh tuy nhiên rất đáng yêu, nhưng mà không có chỗ đặc thù gì, sau đó không nhịn được thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này bộ ba bị chính mình nói động, cùng gượng chống đến cùng, không bằng trực tiếp tước vũ khí đầu hàng, bởi vì tiểu nha đầu có tiên thiên ma thể, có thể trong lúc vô hình chấn nhiếp ma tu. Quân Thường Tiếu suy đoán nói, Diêu Mộng Oánh đi tới, các tay đứng tại quỳ xuống đất ba người trước mặt, giống như chí cao vô thượng vương giả, nói, là người nào cho các ngươi lá gan, chạy đến ta vạn cổ tông tìm phiền toái, tiểu sư muội rất có phong phạm. Lý Phi ám đạo, Mãn Phu cùng Quỷ Mị ba người không dám ngẩng đầu, trung lẫy bảy quỳ trên mặt đất, Diêu Mộng Oánh cũng không có phóng thích tu vi nhưng quanh thân tản ra chỉ có bọn họ mới có thể cảm nhận được vô thượng uy nghiêm, ép thở mạnh cũng không dám, nói, phù phù. Phù phù, mãn phu ba người cả kinh trực tiếp co quắp trên mặt đất, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, triệu đậu đậu khóe miệng co giật, cô bé này thanh âm rõ ràng rất ngọt ngào, làm sao lại đem bọn hắn hoảng sợ thành bộ dáng thế này, nha đầu, quân thường tiếu truyền âm nói, trước hỏi bọn hắn thân phận, từng, diêu mộng ánh lạnh mặt nói, các ngươi là ai? đến từ môn phái nào, mãn phu cùng quỷ mị ba người đang làm lấy kịch liệt giải dụa, nhưng đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, khiến cho tư duy không bị khống chế há miệng cùng kêu lên nói ra, ta. Chúng ta đến từ ma đế môn, ma đế môn ở nơi nào, tại. Tại. Hôn nha sơn mạch, ba người rất muốn giữ kín như bưng, nhưng tâm linh bị vô thượng uy áp thủy chung bao phủ, chỉ có thể lựa chọn thẳng thắng. Hôn nha sơn mạch, quân thường tiếu thầm nghĩ, tam đại cấm địa một trong tinh vẫn đại lục cấm địa rất nhiều, kinh khủng nhất có ba cái, hôn nha sơn mạch chính là bên trong một, hôn nha sơn mạch là đại lục ở bên trên phổ biến nhất sơn mạch quần, cũng xuyên qua nhiều cái đại châu, bên trong tối tăm không mặt trời, hung thú trải rộng, thậm chí có ngăn cách linh niệm khí độc, dù là vũ hoàng đi vào cũng sẽ bị lạc bên trong, vị trí cụ thể. Diêu mộng Oánh nói, tông, tông môn có đấu chuyển tinh di đại trận gia trì, thường cách một đoạn lúc thì sẽ tự động chuyển di, có vị trí cụ thể chúng ta cũng không thể xác định quỷ mị âm thanh run rẩy nói ách quân thường tiếu thầm nghĩ ngưu bức như vậy tông môn dùng trận pháp gia trì tùy thời tùy chỗ đến một trận nói đi là đi lữ hành cái này cũng quá tiêu sái các ngươi có thế có được hôm nay tu vi đúng là không dễ nhà ta tông chủ nể tình trời có đức hiếu sinh các ngươi phải chăng thần phục với hắn diêu mộng oánh nói quân thường tiếu khẽ giật mình phía trước ra hỏi là hắn bày mưu đặc kế Câu nói này có thể chưa nói qua, tiểu nha đầu hiện tại rất có giác ngộ tính nha, không tệ, không tệ, mãn phu cùng quỷ mị sắc mặt giữ tận lên, nội tâm đang làm lấy kịch liệt giải dụ, hiển nhiên vô cùng kháng cự thần phục với quân thường tiếu, trả lời ta, diêu mộng ánh con ngươi lóe qua một tia quỷ dị ánh sáng, cả người dường như hóa thân vạn năm trước, cái kia dám cùng thiên địa chống lại, dám cùng nhật nguyệt tranh huy đại kiêu hùng, mãn phu ba người dọa đến bốn chi tiếp đất nằm xuống, mỗi một cọng tóc gáy đều dựng đứng. Cô bé này khí tức quá khủng bố, cho bọn hắn cảm giác đối mặt với siêu cấp vương giả. Trải qua ma nhân cốc về sau, Dư Mộng Ánh đã sơ bộ có ma đế chi tư, ba cái thuần chủng ma tu gặp nàng sau khẳng định sẽ tâm thấy sợ hãi, thần. Thần phục, đem linh hồn bổn nguyên giao ra, chấm chấm chấm. Làm quân thường tiếu đem linh hồn bổn nguyên nắm giữ ở trong tay, biểu hiện trên mặt có chút kinh ngạc, bởi vì căn bản thì không nghĩ tới, ba người biết sợ nhanh như vậy sợ như thế triệt để, đương nhiên cũng ý thức được Diêu Mộng Ánh tại đối phó ma tu bên trên sẽ có như thế kỳ hiệu, sớm biết như thế, liền lấy nàng đi Tây Vận Châu tìm Ma Đế môn, sau đó đem cái thế lực này cho trực tiếp hợp nhất a. À, quân Thường Tiếu ám đạo, tông chủ, Diêu Mộng Ánh cười nói, còn có một nữ nhân bị giam tại trong lao, đệ tử đi thuyết phục nàng, đi thôi. Quân Thường Tiếu nói, hắn cũng không có rời đi phòng giam, nhìn về phía diện bích hối lỗi đái luật, nói, tiểu tử suy nghĩ kỹ càng không? Đái luật không nói, dù là ba cái ma tu ở trước mặt mình nhận sợ, vĩnh không gia nhập vạn cổ tông tâm, thủy chung không có bị rung chuyển mảy may. Các loại nhân vật chính mệnh ở chỗ này lần lượt trình diễn thật là thơm định luật, chỉ có khăn xanh ca còn tại kiên định không thay đổi bảo vệ xương cốt cứng rắn tinh thần. Quân tông chủ, triệu đậu đậu khóc nói, ta muốn gia nhập vạn cổ tông. Câu nói này hắn đã nói qua rất nhiều lần, mỗi lần đổi lấy là không bị để ý tới. Lần này, quân thường tiếu lại nói ngồi tù đều ngồi ra kinh nghiệm đến cũng coi như một nhân tài liền hảo hảo đợi ở chỗ này khuyên bảo phạm nhân đi thông báo đồ ăn đường mỗi ngày một ngày ba bữa đúng lúc đưa tới đừng để hắn đói bụng vâng đem ba người này đưa đến y dược phong giao cho tôn bất không trị liệu vâng kép cửa nhà lao lần nữa đóng lại co lại trong góc triệu đậu đậu thần sắc sửng người hắn không có bời vì mất đi ba cái bạn tù buồn rầu ngược lại là sau một lát hoa chân múa tay cười ha hả lúc trước là một ngày một bữa bây giờ là một ngày ba bữa hạnh phúc thật tốt ở lại đây khuyên bảo phạm nhân a hồi tưởng quân thường tiếu trước khi đi nói chuyện triệu đậu đậu dần dần tỉnh táo lại nói đây là tại coi trọng ta sao quân tông chủ đứng lên ánh mắt kiên định nói ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng nhất định sẽ thật tốt khuyên bảo phạm nhân đầu trọc triệu đậu đậu xuất hiện đái luật trước mặt tận tình khuyên bảo khuyên nhủ quân tông chủ đối ngươi rất nhân từ, làm người phải hiểu được cảm ơn, vẫn là đừng gượng chống, nhanh quy hàng vạn cổ tông đi, nhân sinh tựa như một ly trà, sẽ không khổ cả một đời, nhưng chung quy sẽ khổ một đoạn, chỉ cần đem tâm tính mở rộng ra, chỉ cần tâm niệm không tiêu, vô luận đường có bao xa, chung quy khổ tận cam lai, đinh, xúc trà cho tâm hồn đạo sư triệu đậu đậu đã online, chấm chấm chấm, diêu mộng ánh đối phó ma tu rất tốt, vừa tiến vào nữ nhà tù không bao lâu, liền mang theo ảnh linh hồn bổn nguyên đến đến đại điện, nói, tông chủ, cái kia nữ nhân đã thần phục, lợi hại, quân thường tiếu dơ ngón tay cái lên, không có diêu mộng ánh cái này tiên thiên ma thể, chỉ dựa vào nghiêm hình bức cung, chắc rất khó để bốn tên ma tu đi vào khuôn khổ, đúng, nha đầu, quân thường tiếu nói, mà để môn môn chủ có tiên thiên ma thể, ngươi thấy thế nào, diêu mộng ánh lấy khẳng định giọng điệu nói, tiên thiên ma thể chỉ có đệ tử kế thừa, trên đời sẽ không còn có cái thứ hai quân thường tiếu vuốt trầm nói như thế nói đến cái này ma đế môn là cố ý đối ngoại nói xạo có tiên thiên ma thể sau đó dẫn được thiên hạ ma tu tới nhập bọn tông chủ diêu mộng oánh nói nếu như đi hôn nha sơn mạch xin mang theo đệ tử nàng rất ngạc nhiên đến cùng là ai lá gan lớn như vậy dám giả mạo chính mình mới có tiên thiên ma thể từng quân thường tiếu gật đầu nói đột nhiên bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh đinh Tông môn thành viên 50.000-50.000 50 Đinh Tông môn nhiệm vụ mở ra Nhiệm vụ các bên trong Toàn mới tông môn nhiệm vụ phơi bày ra Đại biểu cho chỉ cần đệ tử toàn làm xong Liền có thể thăng cấp kiến thiết đẳng cấp Lê đường chủ Quân thường tiếu truyền âm nói Thông báo chứng nhận quán Để bọn hắn phái người đến chứng nhận tông môn đẳng cấp Chương 946 Tấn thăng tam lưu Tông môn cùng hoang Lại chứng nhận Chứng nhận quán Dịch thiên hành nhận được tin tức về sau mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói, lên tới tứ lưu giống như cũng không bao lâu đi, theo tin vẫn đại lục thời gian đến tính, xác thực không bao lâu, chu trưởng lão, chân trưởng lão, dịch thiên hành hạ lệnh, các ngươi đi thôi, vâng, chu trưởng lão cùng chân trưởng lão rời đi thiên dụ vương thành, hỏa tốc tiến về vạn cổ tông, càng nghĩ đến lập tức liền có thể ăn đến liễu uyển thi nấu đồ ăn, ngụm nước nhất thời thì chảy ra, trải qua mấy lần chứng nhận về sau, hai người cũng coi như nhìn ra, Vạn Cổ Tông đã lại xin, tuyệt đối có đầy đủ thực lực có thể thông qua, chính mình đơn giản là qua loa, trọng điểm là có thể ăn đến nhân gian mỹ vị, nếu như không là do thân phận hạn chế, hai vị trưởng lão hận không thể năm lần mười lượt đến Vạn Cổ Tông ăn trực ăn. Ngày thứ hai, Chu trưởng lão cùng Chân trưởng lão liền đi đến Vạn Cổ Tông, nhìn thấy từng tòa cao thẳng vách núi, liền bị rung động thật sâu, cái này cái tông môn bọn họ đã tới qua rất nhiều lần, mỗi lần đều có không đồng dạng biến hóa lần này đến đây biến hóa càng thêm nồng đậm, thậm chí ngửi được một cái đại tông môn mới có nội tình khí tức, địa hình cải tạo về sau, vạn cổ tông đẳng cấp tuy nhiên vẫn là tứ lưu, nhưng theo quy mô cùng hoàn cảnh tới nói, đã có thể so với nhất nhị lưu đại tông môn, đương nhiên, đỉnh phong phía trên lực lượng cũng không yếu, dù sao có tử lân yêu vương, đinh hưng vượng dạng này vũ thánh tầng thứ cường giả, trung kiên lực lượng cũng phi thường xuất sắc, lấy lý thanh dương cầm đầu đệ tử hạch tâm, đều đột phá đến vũ hoàng không nói dậm chân một cái toàn bộ đại lục chuyển động chí ít tại trên chỉnh thể thực lực hoàn toàn không kém hơn nhị tam lưu tông môn cái này còn vẻn vẹn chính là bắt đầu theo càng nhiều đệ tử bước vào đỉnh phong vũ vương thu hoạch được tăng vọt chi phù tiến vào vị diện chiến trường thực chiến lịch luyện hoàn cấp tầng thứ chỉ sẽ càng ngày càng nhiều vương cấp nhiều như chó hoàn cấp đi đầy đất cái này rất có phản trào phúng ý tứ lời nói có lẽ thật sự có thế tại vạn cổ tông đoán được hai vị Quân cẩu thẳng vừa cười vừa nói, là trước chứng nhận, vẫn là ăn cơm trước, ăn cơm, chu trưởng lão cùng chân trưởng lão trăm miệng một lời, trước kia nhưng là cố nén trước chứng nhận, hiện tại dứt khoát cũng không trang, chúng ta tới, chính là vì ăn trực, mời, liễu uyển thi tự mình vào bếp, thu xếp một bàn lớn mỹ thực, hai người ăn rồi về sau, linh hồn được đến thăng hoa, nhìn bầu trời trời càng xanh, nhìn càng cao, quân tông chủ, chu trưởng lão nói, chứng nhận đi, mời quân thường tiếu trước một bước đi ra căn tin, sau đó đem tông môn cao tầng cùng đệ tử tất cả đều triệu tập tới, sau đó bắt đầu thực lực chứng nhận, quân tông chủ, tại trải qua dài đến nửa canh giờ nghiêm khắc trắc thí về sau, chu trưởng lão đưa tới có khắc tam lưu lệnh bài, nói, chúc mừng quý tông vinh thăng tam lưu tông môn, đa tạ. Quân thường tiếu nhận lấy, đinh. Chúc mừng ký chủ đem tông môn thăng cấp đến tam lưu, khen thưởng 10.000 điểm thành tựu giá trị, 10.000 điểm cống hiến trị. Đinh Tông môn điểm cống hiến 393005000000 Đinh Tông môn thành tựu giá trị 2220050000 Nghe đến tiếng nhắc nhở về sau, quân thường tiếu kéo ra hệ thống tổng màn hình, nhìn thấy tông môn đẳng cấp theo tứ lưu đổi thành tam lưu, nhất thời xuất hiện rực rỡ mỉm cười, đi qua nhiều năm kiên trì không được trễ nỗ lực, đem một cái chỉ có cửu lưu tông môn, chế tạo vì tinh vẫn đại lục số một số hai tam lưu tông môn, thật vô cùng có cảm giác thành công. Đô đô, quân thường tiếu căng lấy cuốn họng nói, muộn trên cử hành yến hội, chúc mừng tông môn tấn thăng tam lưu. Được rồi, liễu uyển thi mang theo đồ ăn đường thành viên bắt đầu công việc lưu bù lên. Xoát, 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 trong phòng bếp, Mã Vĩnh Ninh cùng Lâm Diệu phân biệt đứng tại hai bên, sau đó nhìn nhau xem xét, cấp tốc rút ra thái đao, nhất thời hiện ra dăng khắp nơi quan ảnh tới, ào ào ào, bên ngoài, Tiền bất đa đang cố gắng thanh tẩy lấy giả dạ tiệc sử dụng nguyên liệu nấu ăn, tuy nhiên quá trình so sánh buồn tẻ, nhưng làm lại phá lệ vui vẻ. Tiểu gia hỏa đã triệt để thích ứng vạn cổ tông sinh hoạt, mỗi ngày đều sẽ ở gà trống gáy trước lên vì đồng môn thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn. Ta đôi tay này, trời sinh cũng là dùng đến rửa rau. Chấm chấm chấm. Đồ ăn đường thành viên chính tại vì dạ tiệc bận rộn, quân thường tiếu đi vào y dược đường, thân thiết thăm hỏi thụ thương bốn tên ma tu, nói là hỏi thăm thật ra là ép hỏi, tỷ như, ma đế môn đến cùng là cái gì thế lực, lại có bao nhiêu đệ tử, lại có bao nhiêu cứ điểm đâu, bị trưởng khống linh hồn bổn nguyên mãn phu bọn người, tuy nhiên không tình nguyện, nhưng chỉ có thế chi tiết đưa tới, hộ pháp, quân thường tiếu mò mò cầm, nói, ta vạn cổ tông còn không có chức vị đây, dưới tình huống bình thường, một cái đại tông môn có chính phó tông chủ, trưởng lão, hộ pháp, đường chủ chờ chức vị, vạn cổ tông trước mắt vẹn vẹn chỉ có trưởng lão đường chủ, đừng nói hộ pháp liền phó tông chủ đều không hộ pháp rõ ràng cấp thấp hơn trưởng lão thông tục mà nói cùng loại với tay chân mãn phu cùng quỷ mị bốn người tại ma đế môn chính là như vậy định vị cho nên lúc trước tại tây vận châu cùng danh môn chính phái chém giết liền là tuyệt đối chủ lực chiến tướng chờ thành viên tăng lên hạng mức cao nhất có thể cân nhắc để bốn người bọn họ trở thành ta vạn của tông hộ pháp quân thường tiếu nỉ non nói tông môn ma tu không nhiều đem mãn phu bọn người thu vào đến thực cũng không tệ tông chủ lê lạc thu đi vào đại điện nói gian trưởng lão truyền đến tình báo mà đế môn xào huyệt có khả năng tại hôn nha sơn mạch tuy nhiên quân thường tiếu đã theo mãn phu bọn người khẩu chi biết được bất quá đối với gian tà có thể tìm tới cái này quan trọng tin tức vẫn là cho cao độ khẳng định nói cho gian trưởng lão không muốn mù quáng tiến vào quân thường tiếu nói ám tông thế lực sở dĩ để người đau đầu cũng bởi vì thủy chung che giấu tại chỗ tối, bây giờ nếu biết cứ điểm vị trí, cái kia thì không có gì đáng lo lắng, ma đế môn, quân thường tiếu tựa lưng vào ghế ngồi, xoa ngón tay cười nói, chờ bản tọa cùng trên tông môn phía dưới thống khoái uống một phen, lại đi tìm các ngươi thật tốt chơi một chút, đến thời điểm có thể tuyệt đối đừng nhận sợ a, à, cười rất đáng sợ, chấm chấm chấm. Ban đêm tiến đến, lửa trại tại diễn võ trường phía trên lấp lóe, đem chung quanh chiếu lên sáng trưng từng dãy cái bàn đặt song song phía trên bày đầy mỹ thực và rượu ngon khui rượu bành 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 nắp bình bỏ đi các đệ tử ào ào rót đầy quân thường tiếu nâng chén nói chúc chúng ta tông môn vạn cổ trường tồn thọ cùng trời đất vạn cổ trường tồn thọ cùng trời đất ừng ực ừng ực, ực chúng đệ tử cùng nhau uống một chén rượu dạ sư đệ điện thất có chút kinh ngạc nói ngươi làm sao không uống a à? dạ tinh thần thản nhiên nói không hứng thú ha 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 lý lý vân phi cười nói dạ sư đệ khẳng định sợ hãi uống nhiều giống như lần trước vây quanh đống lửa khiêu vũ đi dạ đế đối lần kia sự việc vô cùng xấu hổ nghe hắn nói ra hận không thể đem cái bàn nhất lên sư đệ lý phi theo sát đi tới bưng một chén rượu cười nói tông môn tấn thăng tam lưu là chuyện đại hỷ sự tình làm sao cũng phải uống điểm a đương nhiên nếu như ngươi sợ hãi thất thố sư huynh tuyệt không mời rượu đây thật là hết chuyện để nói dạ a ngư thể nội lửa giận càng hơn đột nhiên đứng lên đem bày ở bên cạnh một chén rượu bưng lên đến lạnh mặt nói uống đến ừng ực ừng ực lại đến đến dạ sư huynh cùng lý sư huynh hợp lại a chúng đệ tử bốn phía ngồi tại trước đại điện quân thường tiếu nhìn thấy dạ tinh thần vậy mà như thế cùng giả vui mừng nói cái này chết ngạo kiều chính đang từng chút một thay đổi nhưng là nhìn về phía ngồi một mình ở trước bàn lục thiên thiên lắc đầu nói Nàng giống như không có thay đổi gì, Liễu Sư tỷ, Diêu Mộng oánh cái cầm gối trên bàn, nhìn lấy các sư huynh thoải mái uống, đáng thương nói, ta cũng muốn uống tửu. Đồng dạng dùng cầm gối trên bàn Liễu Uyển thi nói, ta cũng muốn uống đây. Ai? Phòng giam bên trong, Triệu Đậu Đậu đứng ở cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài tiếng cười nói vạn cổ tông đệ tử, hâm mộ nói, ta lúc nào mới có thể gia nhập cái này nhạc vui hòa tông môn đây? Két. Nhà tù cửa mở ra, nhất hắc nhị hắc bưng tới mấy bàn mỹ vị món ngon cùng một vò mỹ tửu nói đây là tông môn thưởng ban cho các ngươi đa tạ đa tạ triệu đậu đậu vội vàng chạy tới sau đó ngửi ngửi mỹ thực lại ngửi ngửi mỹ tửu linh hồn nhất thời bay tới trên trời cùng lý thượng thiên vai sóng vai không có tiền đồ thủy chung diễn bích đái luật đứng lên sau đó ngồi tại trước bàn cầm lấy đũa miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm trong khoảng thời gian này chỉ cần có người đưa cơm đưa đồ ăn hắn đều sẽ không chút khách khí ăn hết, nhưng lại không có bị thực vật dụ hoặc, thủy chung kiên định tâm niệm, ta dựa vào, ngươi lại đem đồ ăn ăn sạch, chấm chấm chấm. Yến hội thẳng đến đêm khuya mới kết thúc, dạ tinh thần cùng Lý Phi uống liền hai đại vò rượu, sau đó chậm chậm chạp chạp, chạp trở lại quay về chỗ ở, ngày thứ hai lên, bị phát hiện nằm tại nhà xí bên ngoài, chương 947, hôn nha sơn mạch, xa xa xa, xa xa xa, tối tăm không mặt trời trong núi rừng, một đoàn người lặng yên mà đi, cùng cây cỏ tiếp xúc truyền đến nhỏ nhẹ thanh âm. cái này là một đám thân xuyên chiến bào mang theo mặt nạ võ giả. tuy nhiên sạch thấu phát võ đạo khí tức, nhưng theo hành động đến xem, nhất định là nhất đẳng cao thủ, tông chủ. đi ở phía trước một tên võ giả dừng lại, truyền âm nói, linh niệm bị hạn chế, chỉ có thể nhìn trộn một hai trường phạm vi. theo thanh âm có thể nghe ra, đây là lý thanh dương. theo ở phía sau thì là lục thiên thiên, tiêu tội kỹ, lý phi. Điền thất, hà vô địch chờ đệ tử hạch tâm, dạ đế đâu, cũng tại trong đội ngủ, bất quá, giờ phút này lại ở trong lòng ngao gào, hôm qua ta làm sao lại ngủ ở nhà xí bên ngoài, lần trước tông môn tổ chức yến hội, hắn uống nhiều tại lửa trại trước khiêu vũ, hôm qua uống nhiều ngủ ở bên ngoài gian phòng, đây tuyệt đối đã kích tự tôn, không được, không được, dạ tinh thần nói, về sau không đụng rượu, vì không còn xuất hiện vết bẩn, A Ngưu lập tức quyết định kiên rượu, xác thực. Quân thường tiếu ngồi trên tàn cây, gặm táo nói, nơi này tồn tại khí độc tuy nhiên không độc, nhưng ẩn chứa ngăn cách linh niệm tác dụng. Dưới cây, đứng đấy tử lân yêu vương, bách khâu đại vương, đinh hưng vượng cùng diêu mộng oánh, tông môn cao tầng cùng đệ tử hạch tâm toàn đến. Điều này đại biểu, bọn họ hiện tại đặt mình vào khu vực, liền để cho tin vẫn đại lục nghe tin đã sợ mất mật hôn nha sơn mạch, cầm xuống ba đế môn bốn cái hộ pháp, đối phương khẳng định sẽ nhận được tin tức cho nên hôm qua phóng đảng một phen, liền dẫn đỉnh phong lực lượng giết tới. Giang trưởng lão, quân thường tiếu nói, có thế thẩm thấu sao? Không thể, Giang tà lắc đầu nói, hắn sớm ngay tại hôn nha sơn mạch bên ngoài chờ, đã từng nếm thử lấy nguyên thần chi thể tiến hành nhìn trộm, có thể kéo dài đến khí độc bao phủ khu vực, liền bị lực lượng nào đó cho đột nhiên phân hóa. Hệ thống nói, khí độc bao phủ khu vực, linh niệm khó có thể lan tràn đi vào, ký chủ muốn tìm đến bếp di động ma môn, chắc khó như lên trời khó như lên trời quân thường tiếu nói ra ta còn thực sự cũng không tin xoát phất tay đem giống như la bàn tầm bảo khí lấy ra nói mà đế môn khẳng định có không ít bảo bối có lẽ có thể bằng vào vật này tìm thấy được ông ý niệm dung nhập tầm bảo khí ánh sáng lóe lên hưu hưu sơ qua về sau từng đạo từng đạo ánh sáng điểm liệt kê ra đến cũng toàn bộ tập trung ở mỗi cái khu vực quả nhiên quân thường tiếu mừng lớn nói tầm bảo khí không nhận khí độc ảnh hưởng, hệ thống, loại này vừa nói hết lời, thì lọc vào thần tốc đánh mặt sự việc, nó đã sớm tập mãi thành thói quen, đi, quân thường tiếu theo lấy tầm bảo khí cho định vị, mang theo mọi người hướng chỗ càng sâu bước đi, đại khái đi một lát, phía trên hiện ra ánh sáng đột nhiên biến động, tập thể xuất hiện tại đông nam vị, nhìn lấy, là khởi động trận pháp chuyển di công năng, mà đế môn ẩn vào hôn nha sơn mạch, lại có thể tùy thời di động trận pháp gia trì coi như bị người khác biết, muốn ở bên trong tìm tới, thật dị thường khó khăn. Nhưng là, có tầm bảo khí nơi tay quân thường tiếu không hề để tâm, bởi vì mặt cho các ngươi như thế nào càng không đại na di, chỉ cần trong tông môn bảo bối vẫn còn, ta chung quy có thể tìm tới. Chấm chấm chấm, hôn nha sơn mạch chỗ sâu nhất, có một mảnh khu nhà, nếu như Lý Thanh Dương nhìn thấy lời nói, khẳng định có thể theo cấu tạo cùng màu sắc phía trên suy đoán ra thời gian kiến tạo, giờ phút này tương tự đại điện trong kiến trúc, chính hội tụ mười mấy tên mang mặt nạ người áo đen. Viên công tử một mực cường điệu không nên trêu chọc vạn cổ tông, kết quả lại bị cái kia quân thường tiếu đã thương, thật đúng là tự làm tự chịu. Một tên thanh âm già nu người áo đen nhìn có chút hả hê nói, phải đem tông môn đẩy đi ra, cùng danh môn chính phái quan minh chính đại giao thủ, thật sự là một cái quyết định ngu xuẩn. Hàng trưởng lão, lúc trước tại trong hội nghị, người có thể là vô cùng tán thành viên công tử làm như thế, làm sao bây giờ đột nhiên lại phản đối, hừ, chỉ cần đối tông môn có lợi sự việc, lão phu đều sẽ tán thành, chỉ cần đối tông môn có hại sự việc, lão phu đều sẽ phản đối, đem cỏ đầu tường nghiêng ngã nói như thế tươi mát thoát tục, cũng là không sợ ai, tốt, tốt, ngồi tại lớn nhất tới gần chủ tọa vị một tên người áo đen nói, lần này đem bọn ngươi triệu tập tới, không phải phê phán viên công tử, mà chính là thương thảo bước kế tiếp nên đi như thế nào, rất đơn giản, cái kia hàng trưởng lão nói, đem tông môn tiếp tục ẩn vào chỗ tối đi đánh lén những cái kia tự cho mình siêu phàm danh môn chính phái còn có vạn cổ tông có người nói lão phu cho rằng có thể tiếp tục theo lấy lúc trước kế hoạch chấp hành lúc trước kế hoạch cũng là không dây nhằm vào vạn cổ tông nhằm vào quân thường tiếu nhưng về sau bị viên công tử ngăn cản bây giờ cái sau ăn thiệt thòi tự nhiên cản cũng ngăn không được cái kia tóc tím gia hỏa có thể đã thương cùng chấn nhiếp bốn tên vũ thánh đã nói lên vạn cổ tông bây giờ đã có thành tựu muốn đem nó giải quyết hết, chắc cần muốn trả giá một chút, cho nên, viên công tử lúc trước ngăn cản chúng ta đi nhầm vào cái này cái tông môn, hoàn toàn thì là sai lầm. Chấm chấm chấm, thanh nhã đình viện, viên công tử sắc mặt tái nhợt ngồi tại trong đình, bị quân thường tiếu đánh nhất trưởng rất khó chịu, trực tiếp còn không có triệt để khôi phục, công tử, một tên võ giả nói, tưởng lệnh thân tổ chức trưởng lão hội nghị, khẳng định toàn ở nhầm vào ngài. Viên công tử lắc đầu nói, những lão gia hỏa này một mực đang chờ cười nhạo ta bây giờ có thể tính nắm lấy cơ hội ai hắn thở dài một hơi nói cũng trách ta nhất định để quân thường tiếu cùng danh môn chính phái thù địch sau cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo công tử cái kia vũ giả nói lão nô cho rằng ngươi quá kiên kỵ kẻ này nếu như ngay từ đầu thì triệu tập lực lượng đi diệt cái này cái tông môn cũng liền không có phiền toái nhiều như vậy sự tình diệt viên công tử lắc đầu nói một cái có thể thần tốc cuộc khởi tông môn, nếu như không có cường đại ác chủ bài, chỉ sợ sớm đã về với các bụi, công tử. Ngay tại lúc này, một tên người áo đen đi tới, nói, tưởng trưởng lão bọn họ phủ định ngài kế hoạch, quyết định đối vạn cổ tông hái lấy thủ đoạn cường ngạnh, viên công tử nắm tay, nói, có thế chấn nhiếp bốn tên vũ thánh, vạn cổ tông thực lực rõ như ban ngày, bọn này lão gia hỏa lại đi trêu chọc, không thể nghi ngờ là muốn đem tông môn đẩy hướng vực sâu vạn trường hắn hiện tại rất tức giận, bởi vì nếu như không là một đám heo đồng đội, tự tiện đi đắc tội vạn cổ tông, chính mình có lẽ tại phong hoa cốc thì cùng quân thường tiếu đạt thành chung nhận thức, liên thủ đối kháng danh môn chính phái, công tử, còn có một việc, lão nô cần hướng ngài báo cáo, nói, mãn phu bọn họ tách rời, tách rời, người áo đen nói, công tử bị quân thường tiếu đã thương về sau, mãn phu cùng quỷ mị liền rời đi, có khả năng đi vạn cổ tông báo thù cho ngài đi. Viên công tử đặt mông một chút đứng lên, bởi vì dùng sức quá mạnh, thương thế không có ngăn chặn, nhất thời oa phun máu ra, sau đó phẫn nộ nói, một đám thành sự không có bại sự có dư gia hỏa, lão nô suy nghĩ, nên đi hay không tìm bọn hắn. Viên công tử cưỡng chế phẫn nộ, vịn bàn đá nói, tách trời bao lâu, ba ngày, người áo đen nói, ai, viên công tử ngồi xuống, cả người lại tiều tụy rất nhiều, nói, không cần đi tìm, bọn họ nhất định là chết tại vạn cổ tông bốn người linh hồn mệnh giảng không có vỡ, không có vỡ, viên công tử khẽ giật mình, nói, chẳng lẽ bị vạn cổ tông bắt giữ, người áo đen đang muốn chuẩn bị nói chuyện, bên tai truyền đến tình báo, vì vậy nói, Tây Nam Dương Châu đưa tới tin tức mới nhất, vạn cổ tông chiêu mộ ngày, mãn phu cùng quỷ mị đến nhà khiêu chiến, bị vạn cổ tông đệ tử giả tinh thần, tiêu tội kỹ cuồng loạn, người cũng bị mang lên, rốt cuộc không có xuống tới qua, quả nhiên bị bắt, viên công tử nói, liền tự sát cơ hội đều không có đột nhiên hắn ý thức được cái gì sắc mặt kinh biến nói mãn phu bọn họ sẽ không đem tông môn vị trí tiết lộ ra ngoài đi bốn người này là công tử tự mình bồi dưỡng được đến hẳn là sẽ không bán tổ chức a người áo đen nói không viên công tử nói nếu như đổi lại tông môn khác ta tin tưởng mãn phu bọn họ sẽ không để lộ tin tức có thể cái này quân thường tiếu có lẽ thì có biện pháp ép hỏi ra đến ép hỏi ra đến cũng không quan trọng. Người áo đen tự tin nói, chúng ta tông môn ẩn tàng tại hôn nha sơn mạch, còn có chuyển di trận pháp, hắn khẳng định tìm không thấy. Viên công tử mi đầu càng nhăn càng chặt, nói, quân thường tiếu cái này người không thể theo lẽ thường đi đối đãi nhanh thông báo trưởng lão đường, để bọn hắn đề cao cảnh giác, vạn nhất thật đi tìm đến, nhưng là, oanh, nói còn chưa dứt lời, ngoài sơn môn đột nhiên truyền đến đinh tai nhất ốc nổ vang nguyên bản tồn tại trong lúc vô hình tông môn đại trận trong nháy mắt bày biện ra đến, viên công tử, bổn tọa ngày hôm nay chuyên tới để đến nhà bái phỏng, nghe đến quân thường tiếu thanh âm, viên công tử ngồi ghế đá phía trên, thần sắc ngốc trệ nói, tên này. Thật đi tìm đến, chương 948, vạn cổ tông VSC Ma Đế Môn, Ma Đế Môn bên ngoài, giả chiến pháo mắt tại trên cao, họng pháo khói đặc tràn ngập, đạn pháo anh kích khu vực, có gần như thực chất hóa lưu quan kết giới dần dần bày biện ra đến đại biểu ma đế môn tồn tại hộ tông đại trận loại tình huống này vô cùng bình thường ngư bức điểm tông môn người nào không có điểm bảo hộ biện pháp đây tội kỹ quân thường tiếu nói lại đến một pháo cùng ma đế môn giao thủ nhiều lần cũng coi như lão bằng hữu ngày hôm nay đã đường xa mà đến lễ gặp mặt nếu như cho một phần khẳng định ném đường đi bành đinh tai nhất ốc tiếng vang lần nữa truyền đến mang theo cường thế uy năng đạn pháo lần nữa hung hăng nện ở hộ tông đại trận phía trên, nhất thời cuốn lên ùng ùng kéo đến lăn lộn khói bụi, tạch tạch tạch, đột nhiên, băng liệt âm thanh truyền tới, dường như tồn tại thật lâu cổ lão trận pháp, cuối cùng không thể chống đỡ qua đạn pháo oanh kích mà triệt để sụp đổ, sau đó hóa thành đầy trời ánh sáng, theo gió mà qua, tông chủ, tiêu tội kỹ cả kinh nói, dùng lục mang tinh thạch làm đạn pháo, uy lực mạnh hơn tinh hạch nhiều, khó trách hai pháo lái đi ra ngoài hình thành uy lực sau oanh xích hải đại lục trận pháp khủng bố nguyên lai năng lượng là từ cửu thiên đại lục linh thạch hội tụ mà thành vì cho ma đế môn lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt quân cẩu thẳng lần này tới thăm cũng coi như dốc hết vốn liếng hưu hưu trận pháp phá mất về sau mấy chục đạo lưu quan từ bên trong bay ra ngoài sau đó treo ở trước sơn môn từng cái trận mắt nhìn những người này là lúc trước đại điện nói chuyện với nhau trưởng lão chật chật quân thường tiếu nói quý tông cao thủ còn không ít đây Nhìn lấy mấy ngàn năm ẩn cư ở bóng tối, không ít ngấm ngầm phát triển nha. Từ bên trong bay ra bán thánh nhiều đến 20 tên, vũ thánh cũng chí ít có 8 cái. Tinh vẫn đại lục phía trên đỉnh phong nhất lưu tông môn đều chưa hẳn có thể xuất ra bộ này đội hình tới. Nếu như thả tại vị diện chiến trường, thì lộ ra rất phổ thông. Bởi vì rất nhiều cao cấp đại lục đều có thể lấy ra, thậm chí có thể xuất ra mấy bộ. Nếu như không có đi qua vị diện chiến trường, không có trải qua phát rồ giết hại, nhìn thấy nhiều như vậy bán thánh cùng vũ thánh, quân thường tiếu có thể sẽ hoảng hốt, nhưng bây giờ lại đủ để chuyện trò vui vẻ đối mặt, quá ít, quá ít, lại nhiều đến điểm, mới có thể để cho ta sôi trào, xoát, xoát, lại có trên trăm tên ma đế môn đệ tử hiện ra đến, theo bọn họ khí tức đến xem, thấp nhất cũng là vũ vương tầng thứ, vũ hoàng cũng có mười mấy tên, lý thanh dương bọn người vẫn như củ mặt không đổi sắc. Đồng dạng trải qua vị diện chiến trường tư giết bọn hắn, đối với loại này tiểu tràng diện hoàn toàn sẽ không lên mảy may gợn sóng nhưng có một chút không cách nào phủ nhận đỉnh phong lực lượng cùng trung kiên lực lượng nhiều như vậy ma đế môn thật có thực lực khó trách dám cùng danh môn chính phái là địch giờ phút này bày biện ra hình ảnh là lấy quân thường tiếu cầm đầu vạn cổ tông mấy chục người đối mặt với ma đế môn cao tầng cùng đệ tử gần trăm người không khí dường như ngưng kết sát khí đã hội tụ tại bốn phía đại chiến vừa chạm vào tức quân thường tiếu thủ tại phía trước nhất gọi tưởng lệnh thân ma đế môn trưởng lão, trầm giọng nói, ngươi làm sao tìm được nơi này, đây là hắn cùng cao tầng lớn nhất phía giải sự tình, dù sao tông môn ẩn thân tại hôn nha sơn mạch chỗ sâu, lại có trận pháp tại cố định thời gian tiến hành không phải cố định chuyển di, không có phương pháp đặc thù, muốn tìm đến không khác nào mò kim đáy biển, bổn tọa làm sao tìm được đã không quan trọng, quân thường tiếu ông tay nói, trọng yếu là, bổn tọa lần này đến nhà tới chơi, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là. Nghĩ một lát, một quan lãnh lệ nói, tính sổ sách, hô, hô, vừa dứt lời, không gian đột nhiên dập dần. Hai tên vũ thánh tầng thứ ma đế môn trưởng lão trống rỗng xuất hiện, khô gầy đại thủ mang theo đầy trời ma khí trực tiếp áp xuống tới. Bọn họ không phải danh môn chính phái, trước khi đánh nhau phải chào hỏi, hỏi hang ăn cơm chưa, có thế nhanh nhất giải quyết hết mục tiêu, khẳng định không chút do dự xuất thủ, oanh, oanh, hai tiếng bạo hưởng truyền đến, không gian bị chấn động đến vạn vẹo, hai tên đột nhiên đánh lén Vũ Thánh Bạo bay ra ngoài, sau đó có chút chật vật treo ở sơn môn chỗ, ánh mắt nổi lên hoảng hốt tới, quân thường tiếu vẫn như củ tiêu sái chấp tay mà đứng, đứng bên người tử lân yêu vương cùng bách khâu đại vương thu hồi quyền đầu, quanh thân tràn ngập ra yêu khí, làm khu vực bên trong không chỉ có khiếp người ma khí, còn có dọa người lệ khí, cái này, quân thường tiếu nói, lại là một khoảng, tưởng lệnh thân âm thanh lạnh lùng nói, những năm nay giết ta ma đế môn không ít người, lão phu còn không có đi tìm ngươi vạn cổ tông tính sổ sách đây, không tệ, bọn họ đã từng là nhằm vào qua vạn cổ tông, nhưng lần đó không phải ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, muốn nói tính sổ sách, ma đế môn cũng có thể liệt kê ra một đống tới, xoát, xoát, càng ngày càng nhiều ma đế môn đệ tử từ trong ngoại viện dũng mãnh tiến ra, nhân số cũng dần dần tăng lên tới ngàn tên, hai nghìn tên, quân thường tiếu không nghĩ tới, một cái lâu dài ẩn cư ở bóng tối tổ chức sẽ có nhiều đệ tử như vậy, mà lại theo bọn họ thấu phát khí tức đến xem, không chỉ có tất cả đều là ma tu, tu vi phương diện thấp nhất cũng phải đỉnh phong võ tông, lên, tưởng lệnh thân ánh mắt lạnh lùng nói, vạn cổ tông người đột nhiên giết tới, còn đem hộ tông đại trận phá mất, phàm là có tính khí người đều không nhẫn được, chiến, là phải, xoát, xoát, trong khoảnh khắc, ma đế môn cao tầng cùng đệ tử ào ào lao ra, đầy trời ma khí bạo phát chấn động đến không gian bắt đầu kịch liệt vạn vẹo, ken, ken. tại bọn họ hành động thời khắc. lục thiên thiên cùng lý thanh dương bọn người tế ra binh khí, ánh mắt lấp lóe mãnh liệt chiến ý. tại vị diện chiến trường tuy nhiên đánh rất đã, nhưng dù sao ở ngoại môn không dám sống quá phận. bây giờ trong nhà mình vậy khẳng định không cần bận tâm. bành. ngay tại lúc này, tử lân yêu vương bạo liệt quần áo, lõa lồ thân thể đầu tiên tiến lên, đại thủ ở giữa hội tụ năng lượng màu tím trực tiếp đem bay tới năm tên vũ thánh kiềm chế, lấy một địch năm, tuyệt đối là tử đường chủ thường ngày thao tác. Bách khâu đại vương thực lực tuy nhiên không bằng tử lân yêu vương, nhưng mà đem một tên vũ thánh ngăn chặn, song phương trong nháy mắt ở giữa không trung mở ra kịch chiến. Oanh, oanh, song phương trong khoảng thời gian ngắn giao thủ hơn 10 chiêu, năng lượng điên cuồng lộng hành quấy rối, không gian hiện lên đại quy mô vỡ nát. Mà đế môn phương diện lo lắng đánh lên sẽ tác động đến tông môn, Tử Lân Yêu Vương cùng Bách Khâu Đại Vương lo lắng sẽ tác động đến Lý Thanh Dương bọn người, cho nên song phương đều là ăn ý càng đánh càng xa, chết. Ngay tại lúc này, một tên khác Vũ Thánh theo hư không bước ra, theo quân thường tiếu đập tới, rõ ràng là phải có bắt giặc phải bắt vua trước, khạch khạch kiệt, đột nhiên, đằng sau thân thể cười quá dị, Đinh Hưng Vượng xuất quỷ nhập thần ngừng lại một chút sau lưng, ngũ tuyệt trưởng in điên cùng thi triển ra, oanh, oanh, oanh tên kia ma tu vũ thánh chật vật quay người tuy nhiên đem chiêu thức từng cái tiêu trừ nhưng cũng nhất thời bị cuốn lấy ma đế môn tám tên vũ thánh bảy tên bị vạn cổ tông cao tầng khóa chặt còn sót lại tưởng lệnh thân một người lão gia hỏa quân thường tiếu vung tay lên tế ra ngọc long vấn thiên kiếm nói chúng ta tới đánh đi xoát hướng lên khoảng không cực tốc mà đi tưởng lệnh thân cười lạnh một tiếng bạo phát ma khí đuổi theo có điều cũng truyền âm cho ma đế môn đệ tử đem tồn tại ở ngoài sơn môn vạn cổ tông đệ tử toàn giải quyết hết, trùng hợp, quân thường tiếu đồng dạng tại truyền âm, những thứ này tạp ngư, giao cho các ngươi, vâng, Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ bọn người đem các loại trang bị tế ra, sau đó bày ra các loại nghênh chiến tư thái, ống kính xa xa kéo ra, thân thể bọn họ dường như cấp tốc hắc hóa, hai con ngươi dần dần đỏ bừng, giống như theo địa ngục mở ra phong ấn ma quỷ, tiếp vào trưởng lão mệnh lệnh ma đế môn đệ tử, đang muốn phẫn nộ giết ra đến, nhìn thấy vạn cổ tông đệ tử cái kia phát ra khiếp người ánh mắt, không tự chủ được đánh cái giật mình. Chương 949, bọn họ không phải người, bọn họ là ma quỷ. Toàn thân sáu cái bộ vạn cổ tông đệ tử hạch tâm, tựa như mở ra phong ấn ma quỷ, cả kinh ma đế môn đệ tử thẳng trùng mình. Xác thực nói, còn chưa bắt đầu chiến đấu, sĩ khí liền đã bị áp chế, giết, giết. 20 tên bán thánh dẫn đầu giết tới, bọn họ sợ hãi tháng phục tại vạn cổ tông đệ tử trang bị tinh lương, nhưng tu vi so với càng cao, tự nhiên chẳng sợ hãi. Các sư đệ, Lý Thanh Dương truyền âm nói, những người này thực lực cùng chữ huyền cường giả so ra kém quá xa, lấy trạng thái bình thường nên chiến là đủ. Ừm, mọi người gật đầu, khóe miệng dơ lên mỉm cười, chớ nhìn bọn họ chỉ là vừa mới bước vào vũ hoàng tầng thứ, nhưng có các loại trang bị gia trì, thật đúng là không e ngại tin vẫn đại lục nửa bước vũ thánh, vù vù, đột nhiên, bạo nhiệt hỏa diễm theo đằng sau thân thể truyền đến. Tiểu Long Long hình thái thứ hai kích phát, sau đó mang theo mạng thiên hỏa diễm bay qua, chủ nhân cùng vạn cổ tông cao tầng ngăn chặn ma đế môn vũ thánh, như vậy những thứ này bán thánh thì giao cho mình, trống, trống, giữa rừng núi linh thú nộ hống truyền đến, lấy ngưu lão cầm đầu thú tộc cường giả cũng lao ra, lần này chiến ma đế môn, quân tông chủ mang nhưng là cao tầng cùng đệ tử hạch tâm, còn điều động linh thú đường tinh nhuệ, nếu không phải nhận hạn chế sân bãi cùng hoàn cảnh, đem chiến kỵ đường các loại quân đoàn mang đến, đem quy mô nhỏ chiến đấu thăng cấp đến cảnh tượng hoành tráng chiến tranh cũng không phải là không có khả năng, cho nên nói, làm quân thường tiếu quyết định nghiêm túc chơi thời điểm, vạn cổ tông mạnh tài năng lớn thể hiện ra, tính sổ sách, hắn là nghiêm túc, vù vù, hô hô hô, tiểu long long như như đạn pháo tiến lên, nóng trực lực lượng lộng hành quấy rối, xông lên phía trước nhất mấy tên bán thánh cảm nhận được cái kia cổ táo bạo cùng nóng trực, sắc mặt đều hoảng sợ đại biến, oanh, oanh, hỏa quyền như mưa tràn ngập giữa không trung, xoát, 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 mấy tên bán thánh lão đảo nghênh chiến, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, ở ngực đều còn sót lại cháy đen quyền ấn, da thịt dường như liền muốn vỡ ra, ầm ầm, xông lên phía trước nhất tên kia bán thánh, càng là trực tiếp ngã rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy tái nhật thổ huyết mà ra, đột nhiên, mơ hồ trong tầm mắt, đi tới một cái bàn chân để trần tiểu nữ hài, nàng ngồi xổm ở trước mặt mình, nhẹ nhàng giơ lên xanh nhạt tay nhỏ thanh âm nhẹ nhàng cười nói, để cho ta tới độ hóa ngươi đi. Bán thánh thần sắc khẽ giật mình, trong mắt đột nhiên co vào, không, oanh, mặt đất đột nhiên truyền đến bạo hưởng, chợt bày biện ra một cái bán kính mấy trượng hố sâu, cũng có một chút vũ mau giữa không trung bay múa, còn bị tiểu long long đã thương bán thánh, ở ngực lõm tương tự vuốt ưng bàn vết thương, hai mắt trợn trừng, người từ lâu khí tuyệt thân vong, xoát, tiểu ma tiên đứng lên, quay người nhìn về phía treo giữa không trung ma đế môn cao tầng, trên mặt nổi lên rực rỡ mỉm cười, cười rất nhiều đáng yêu, nhưng là, tới nhìn thẳng bán thánh còn mồ hôi lạnh chảy ròng, cái này, tuyệt đối là cái yêu nữ, vù vù, hô hô hô, ngay tại lúc này, mấy tên bán thánh cấp tốc tới gần, các loại năng lượng bạo phát, theo tiểu ma tiên đập tới, hô, tiểu long long xuất hiện ở sau lưng nàng, hai tay theo hỏa diễm bên trong dò ra, trong nháy mắt quanh ra mấy chục đạo trưởng ấn, đem đánh tới bán thánh toàn bộ kinh sợ thối lui, sau đó lạnh mặt nói vướng bận nữ nhân, mau mau xéo đi, ngươi, tiểu ma tiên nhìn hầm hầm liếc hắn một chút, mũi chân điểm một cái phi thân lên, ngọc thủ tại hư không chiếu rọi, đầy trời lông quang hội tụ, giống như ám khí bàn đập tới, bành, 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 giữa không trung ánh sáng lấp lóe, nổ ma đế môn cao tầng chật vật không chịu nổi, quân thường tiếu hai cái khế ước thú tuy nhiên một chút ăn ý không có, ngày bình thường lại ưu thích tranh cãi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn giao thủ, chỗ bạo phát đi ra uy năng, đã rung động thật sâu mười mấy tên bán thánh, lúc này mới vừa mới bắt đầu, bởi vì, ngư lão mang theo cường hãng linh thú đã giết tới, bọn họ tại trên thực lực chưa hẳn mạnh hơn bán thánh, nhưng thân thể phòng ngự cực cao, hoàn toàn có thể không có áp lực chút nào ngăn chặn, lên A, một tên bán thánh hướng về phía những mô phỏng đó Phật bị kinh sợ ma đế môn đệ tử giận dữ hét, giết, giết, chúng đệ tử lấy lại tinh thần, ma khí mạnh mẽ phóng thích, sau đó theo Lý Thanh Dương bọn người giết đi qua, thì trước mắt mà nói, Vũ Thánh cùng nửa bước Vũ Thánh tầng thứ, hai cái tông môn tạm thời tương xứng, nhưng ở đệ tử nhân số phía trên, ma đế môn rõ ràng chiếm ưu, bởi vì có hai ba ngàn, xem xét lại vạn cổ tông đệ tử hạch tâm, vẻn vẹn chỉ có hơn 10 cái, người không hề nhiều, ở chỗ tinh, Lý Thanh Dương bọn người mỗi cái thần trang sáu cái bộ, vẫn thật là không sợ mấy ngàn tên ma tu, huống chi, bọn họ mặc dù nhiều, nhưng lại không giống chiến trường như thế tất cả đều là hoàng cấp, vù vù, hô hô hô, đầu tiên giết tới là ma đế môn cướp, ào ào thi triển ra linh lực hình ma kỹ, chỉ nhìn đầy trời năng lượng màu đen theo bốn phương tám hướng áp xuống tới, đối mặt nhiều như vậy năng lượng đánh tới, Lý Thanh Dương bọn người lại không muốn động đậy, bởi vì tiêu tội kỹ đã đi tới, hai tay đột nhiên mở ra, quát, thuẫn lập, vù vù, thổ hệ thuộc tính theo hai tay tràn ngập ra, trong nháy mắt cùng khắp nơi dung hợp, Bùng đất cấp tốc nứt ra, bốn tôn tựa như thuẫn bài phòng ngự tường bỗng nhiên xuất hiện, cũng đem đồng môn toàn bộ bao phủ bên trong, oanh, 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 các loại năng lượng đánh vào thuẫn trên tường, tuy nhiên số lượng rất nhiều, quy lực cũng không bình thường, lại không thể rung chuyển mảy may, xoát, xoát, thế công vừa qua khỏi, lý phi thân pháp thi triển, theo khu vực phòng ngự bên trong bay lượng mà ra, những nơi đi qua, từng đạo từng đạo ánh sáng ảnh nổ bắn ra, Giống như bóng cao su bàn lôi kéo lưu quang theo khác biệt góc độ đánh tới, oanh, oanh, mà đế môn phương diện võ giả không tránh kịp, lấy các loại tư chất tiếp nhận năng lượng oanh kích, ào ào lão đảo rơi rơi xuống đất, chết đi. Đột nhiên, trên không truyền đến lạnh lẽo âm u thanh âm, dạ tinh thần đã xông lại, chân dương kiếm rút kiếm ra khỏi vỏ, lấp lóe từng đạo từng đạo vô cùng sắc bén ánh sáng, rút lui rút lui rút lui, hưu. Hưu. Hưu mà đế môn sáu tên hoàng cấp chưa kịp rút lui lạnh lẽo vô song kiếm khí lộng hành quấy rối mà đến liền thân thể dừng lại tại nguyên chỗ cái cổ cùng nhau hiện ra rất nhỏ kiếm ngân sau cùng tư duy phai mờ ầm vang ngã trên mặt đất tại giết người phía trên nếu như không có thể làm được nhất kích tất sát tu luyện võ đạo đối dạ a ngưu tới nói đem không có chút ý nghĩa nào thật đáng sợ bọn họ không phải người bọn họ là ma quỷ cùng dạng này quái vật chiến đấu ta còn không bằng tự sát a a a ta quá đồ bỏ đi ta thì không phải sống trên thế giới này phù 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 những đứng tại đó hàng trước nhất mười mấy tên ma môn đệ tử đột nhiên tập thể quỳ xuống đất vạn phần quể oải cùng tuyệt vọng bi thiết lấy thậm chí cho rằng sống lâu một giây đều là đang vũ nhục không khí xoát hà vô địch bay tới treo ở những thứ này đối với cuộc sống đánh mất lòng tin võ giả trên không nhẹ nhàng giơ lên hai ngón tay nói vậy liền xuống địa ngục đi hưu Hư, thất huyền hà quan phá thi triển đi ra, đại biểu màu đỏ cùng màu cam quan mang trong nháy mắt xẹt qua hư không nổ bắn ra mà đến, trong khoảnh khắc xuyên thủng hơn 20 tên ma tu ở ngực, mục tiêu giải quyết về sau, ngồi xổm ở phía xa trên cây lý phi nhìn về phía một phương hướng khác ma đế môn đệ tử, hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa thu về cũng khoát lên huyệt thái dương, ánh mắt ngưng tụ, vô hình uể oải chi lực trong nháy mắt tràn ngập đi qua, a à a. À. Bị lộng hành quấy rối tâm thần cũng sinh ra các loại cảm xúc tiêu cực lực lượng ăn mòn, rất nhiều tu vi chỉ là vũ tông cùng vũ vương võ giả, nhất thời đánh mất chiến đấu lực, sau đó từng cái quỳ trên mặt đất ôm đầu kêu khóc, cha, mẹ, các ngươi đem ta sinh ra tới, hoàn toàn thì là sai lầm, tốt đẹp như vậy thế giới, có ta tồn tại, cái kia chính là một loại không thể tha thứ làm bẩn, xoát. Xoát, Hà vô địch cùng giả dạ tinh thần bay tới hai cái chủ lực phát ra tại phụ trợ khống chế mục tiêu về sau, giơ tay chém xuống giết lên ma tu, có thể nói không cần tốn nhiều sức, TTT, Lý Thanh Dương cũng xông lại, chân dương kiếm phía trên lôi điện quấn quanh, quy lực nhất thời tăng nhiều, khả năng cũng biết ma đế môn nhân số đông đảo, không nên đánh lâu, cho nên có đặc thù thể chất vạn cổ tông đệ tử hạch tâm, tất cả đều không keo kiệt bạo phát đi ra, chỉ hy vọng làm đến tốc chiến tốc thắng, converter, xin kim phiếu đầu tháng tháng vừa rồi mọi người xuất lực, nhưng vẫn thua 200 phiếu ngậm ngùi top 2 kim phiếu bếp, hy vọng tháng này, mọi người tiếp tục dốc sức, chung tay đẩy lên top 1, chương 950, kiểu mới lôi trận, nổ thoải mái, hôn nha sơn mạch chỗ sâu trên không, cường thế lực lượng tại điên cuồng bạo phát, núi đá cây cối ào ào phai mờ, không gian cũng bị quấy vỡ vụn không gì sánh được. Tử lân yêu vương đang lấy vương giả chi tư đơn đấu năm tên vũ thánh, trong lúc giơ tay nhất chân, thấu phát khí thôn sơn hà chi thế, tướng mạo lời nói, tên này so dạ tinh thần yêu diễm, dù sao lại thế nào biến ảo hình dạng người, chung quy có thú tộc huyết thống, nếu như đem ưa thích bại lộ mau bệnh từ bỏ, thật tốt trang trí lăng xê một chút, tuyệt đối có thể vị xuất đạo, oanh, oanh, năm tên vũ thánh thi triển tất cả vốn liếng, các loại vũ kỹ không cần tiền giống như điên cuồng ném ra bên ngoài, kết quả thủy chung không làm gì được tử lân yêu vương, không phải khi dễ bọn họ, lấy tử lân yêu vương hiện tại trạng thái, đứng giữa không trung để bọn hắn thay phiên oanh kích, đều chưa hẳn có thế làm sao, đến cùng là quái vật gì. Ma đế môn trưởng lão triệt để sụp đổ, quân thường tiếu dám đến tìm ma đế môn tính sổ sách, đến cùng có nang thu chi đao làm ác chủ bài, thứ hai cũng là dựa vào tử lân yêu vương, mà cái kia gia hỏa, thỏa thỏa vạn cổ tông phương diện chiến lực mạnh nhất ác chủ bài. Những năm nay, liễu uyển thi cơm chiên cũng không có lãng phí, tử lân yêu vương tuy nhiên thủy chung cho là mình tại chịu nhục, tại còn lại liếc mắt, chưa bao giờ thừa nhận đã bị thật là thơm, nhưng chỉ cần phái đi ẩu đả, tuyệt sẽ không trộn gian dùng mánh lới. Lúc đó, quân thường tiếu đã từng cố ý thăm dò qua hắn, tử lân yêu vương nghiêm nghị nói, chúng ta thú tộc không giống các ngươi nhân tộc, cả ngày chỉ toàn chỉnh chút âm mưu tính kế, ngươi lừa ta gạt, chỉ cần đồng ý liên thủ với ngươi, thì nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thú tộc tuy nhiên hung tàn bạo lệ, nhưng không có quá nhiều tâm địa gian xảo, chỉ cần nhận định sự việc, tràn phá nam tường cũng không trở về ngưu lão chờ linh thú cũng là như thế bọn họ tuân theo tại tử lân yêu vương mệnh lệnh bây giờ lại trở thành vạn cổ tông một viên mỗi ngày đều có thú đang phục dụng còn có mạnh lên thiên địa thuộc tính tự nhiên sẽ vì quân thường tiếu xuất công suất lực cho nên nói tại không có tuyệt đối nghiền ép dưới thực lực quân thường tiếu dám tới khiêu chiến ma đế môn hoàn toàn cũng là dựa vào một đám nổ banh trời linh thú chống đỡ tràn quanh quanh một bên khác Bách Khâu Đại Vương còn tại cùng một tên Vũ Thánh giao thủ, theo cục diện đến xem đã dần dần chiếm thượng phong. Muốn nói đánh xinh đẹp nhất, còn phải là Đinh Hưng Vượng, đối mặt đồng dạng coi trọng không từ thủ đoạn ma tu, hắn đã đem các loại thủ đoạn âm hiểm hết thảy xuất ra. Tử Lân Yêu Vương cùng Bách Khâu Đại Vương chiến đấu, không không thẳng thắng thoải mái, lấy hùng hậu yêu khí cùng đối thủ lượng vòng. Đinh Lão cùng tên kia Vũ Thánh toàn bộ hành trình không có chính diện giao phong qua, đều tại tìm cơ hội làm đánh lén một kiếm tung hoành ba vạn dặm kiếm khí quan hàng thập cửu châu, ngay tại lúc này, nơi xa giữa bầu trời truyền đến quân thường tiếu quát lạnh âm thanh, chỉ nhìn một đạo dường như tung hoành thiên địa kiếm khí trực tiếp tê liệt mà đi, cũng lưu lại ra hoảng sợ bắt mắt to lớn kiếm ngân tới, tưởng lệnh thân sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển như quỷ mị thân pháp, bằng tốc độ nhanh nhất độ thoát đi kiếm khí lộng hành quấy rối khu vực, hưu, kiếm khí gào thét mà qua, theo núi rừng bên trong dần dần phai mờ, rầm 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 phía dưới ngàn trượng phạm vi bên trong đại thụ trong nháy mắt chặn ngang cắt đứt sau đó cùng nhau theo ngã lộn chổng vó xuống nguyên bản rậm rạp khu vực bỗng dưng thiếu một khối liền giống bị cạo đi hô né tránh tưởng lệnh thân lơ lửng giữa trời ánh mắt nổi lên một tia kiên kỵ cả kinh nói ngươi vũ khí là ma đế đại nhân đã từng cất giữ ngọc long vấn thiên kiếm quân thường tiếu cười nói cũng không chỉ có một đây không chỉ một tưởng lệnh thân ánh mắt nổi lên ngạc nhiên chợt nhìn về phía cái kia gia hỏa mặt chiến giáp, khó có thể tin nói, đây chẳng lẽ là cửu lân hộ thể giáp, xoát, quân thường tiếu cầm kiếm mà đến, lần nữa chém ra một đạo tê liệt không gian kiếm khí, tưởng lệnh thân bị vội vàng thi triển thân pháp né tránh, quát, tiểu tử, ngươi đã có ma đế đại nhân năm đó cất giữ trang bị, thì nhất định đi qua ma nhân cốc, không tệ, quân thường tiếu nói, bổn tọa đi qua, không có khả năng, không có khả năng, tưởng lệnh thân tự mình phủ định nói, Ma để lưu lại ma nhân cốc cấm địa, chính là vì để danh môn chính phái đi thiêu thân lao vào lửa, những trang bị này sao lại bị ngươi tùy tiện tìm tới, bởi vì, ta đẹp trai, quân thường tiếu lần nữa xông lại, Ngọc Long vấn thiên kiếm xẹt qua hư không thời khắc, lăng kiếm thần quyết thức thứ hai thi triển ra, trong nháy mắt hình thành cường đại kiếm thế bi áp, bị bao phủ tưởng lệnh thân tốc độ đại đại chậm lại, muốn tách rời khỏi có chút khó khăn, sau đó hai tay vung lên, trong hư không nhất thời bay ra vòng sáng, cũng cùng kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, oanh, tiếng nổ mạnh truyền đến, lưu quan toái phiến lộng hành quấy rối, tưởng lệnh thân ném ra vòng sáng là một kiện phòng ngự chí bảo, tuy nhiên phẩm chất không tệ, nhưng tại Ngọc Long vấn thiên kiếm trước mặt, liền bị trong nháy mắt chém vỡ mất, so thực lực, vẫn được, nếu như so trang bị có thế nghiền nát hắn, lão gia hỏa, quân thường tiếu lần nữa công tới, nói, năm đó ở Tây Vận Châu, phái người bắt cốc ta tông đệ tử, đây là món nợ thứ nhất, bổn tọa trước cho ngươi tính toán rõ ràng, xoát. Xoát, nhất tự kiếm quyết thi triển, mấy trăm đạo kiếm quang trong nháy mắt nghiêng rơi xuống dưới, tưởng lệnh thân trang bị không được, nhưng dù sao thực lực cường đại, âm u ma khí thi triển, hóa thành từng đạo từng đạo quyền trưởng chi in, đem đánh tới kiếm khí đều phá mất, ầm ầm, đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng nổ vang, một tên ma đế môn vũ thánh bị tử lân yêu vương một quyền đánh xuống đi, máu tươi cùng phúng lõm trên mặt đất tưởng lệnh thân sắc mặt đột nhiên khó coi, sau đó phóng thích linh niệm nhìn hướng sơn môn chỗ, phát hiện chính mình mấy ngàn tên đệ tử đang bị hơn 10 tên vạn cổ tông đệ tử treo lên đánh, đáng giận, một cái nho nhỏ tứ lưu tông môn là sao mạnh như vậy, viên công tử thủy chung cường điệu, không nên tùy tiện treo chọc vạn cổ tông, hắn cùng cao tầng còn xem thường, cho rằng cái kia gia hỏa làm việc phía trên cẩn thận quá mức cẩn thận. Có thể ngày hôm nay mắt thấy vạn cổ tông tông chủ cùng đế cao tầng phía trên lực lượng, tiện ý biết mọi người bị đánh mặt. Duy nhất để tưởng lệnh thân vui mừng là, tông môn bán thánh không ít, vạn cổ tông ở phương diện này không bằng. Tuy nhiên ngay từ đầu bị chỉnh đến có chút chật vật, nhưng bây giờ đã thích ứng xuống tới. Chính tại dần dần chiếm thượng phong, oanh, oanh, oanh. Ngay tại lúc này, sặc sở lóa mắt nổ tung đột nhiên phơi bày ra, thấu phát cường thế lôi điện chi lực, trực tiếp đem gần phân nửa không gian cho rung sụp hãm, xoát, xoát, xoát. Bốn tên ma đế môn bán thánh vừa tốt đưa thân vào tại khu vực nổ, nhất thời như chiếc giật thiên sứ bàn rơi xuống, sau đó bộ mặt tìm chỗ, người cũng bị nổ tại chỗ vẫn lạc, khạch khạch kiệt, chân đức tuấn theo chỗ tối đi tới, trong tay nắm bắt mấy cái trận kỳ, cười quá dị nói, sướng hay không, sướng hay không, khó trách vạn cổ tông hạch tâm tầng thứ lực lượng đều đến, thủy chung không cho hắn ống kính, Miên lai một mực nút trong bóng tối vụn trộn bố trí lôi trận, lôi trận nổ tung sinh ra uy lực, chấn kinh đang chiến đấu ma đế môn mấy tên vũ thánh đây là cái gì lực lượng là sao tại bạo tạc trong nháy mắt sinh ra khí tức để cho mình dâng lên nhỏ bé cảm giác chật chật nhìn phía xa khu vực nổ hiện ra đại diện tích không gian đổ sụp quân thường tiếu kinh ngạc nói không nghĩ tới đem thượng giới sấm sét chi lực an trí tại lôi trận bên trong sẽ tạo thành khủng bố như vậy lực sát thương nhị nha một mực tại trong tháp điều giáo sấm sét chi lực cuối cùng đem thuần thành bé ngoan Sấm sét chi lực không giống với hệ tịnh tuyền đặc thù thuộc tính, tịnh hóa sau có thể lần nữa dung nhập võ giả thể nội, cho nên quân thường tiếu một mực suy tư dùng như thế nào. Về sau, cân nhắc nếu là lôi hệ thuộc tính, không bằng an trí tại lôi trận bên trong làm mắt trận. Ý nghĩ này, được đến chân Đức Tuấn duy trì cùng Thượng quan Hâm Giao bắt đầu nghiên cứu, thành công sáng tạo ra lấy sấm sét chi lực là trận nhãn hoàn toàn mới lôi hệ nổ trận, hôm nay là lần đầu đối ngoại sử dụng theo trực tiếp nổ chết mấy tên bán thánh đến xem uy lực tuyệt đối siêu nhiên dự đoán đây là sấm sét chi lực tại nhị nha điều giáo phía dưới mất đi nguyên thủy táo bạo nếu không lấy lúc đó oanh kích quân thường tiếu loại kia uy lực dù là lấy ra tí xíu làm mắt trận đều có thể oanh sát vũ thánh cường giả